sức khỏe Siberi, thương hiệu quốc tế của các sản phẩm thiên nhiên dành cho chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và thể thao. Công ty ra đời từ năm 1996 và đã được biết đến tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi hân hạnh mời các bạn trở thành một phần trong công ty to lớn của chúng tôi và là người đại diện cho thương hiệu sức khỏe Siberi. Hello, xin chào tất cả các tư vấn viên đang tham gia buổi đào tạo của hệ thống S69 trong buổi tối ngày hôm nay. Cho phép tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hương. Hiện tại tôi là nhà tư vấn chuyên nghiệp của tập đoàn sức khỏe Siberi. Cho phép Hương được hỏi là bao nhiêu trong số các bạn lần đầu tiên được làm MC và cũng rất là run giống như Hương ngay bây giờ ạ. Wow, xin cảm ơn ạ. Và bao nhiêu trong số tất cả các bạn là chưa biết với Hương ạ? Wow, rất là nhiều ạ. Dạ, vâng ạ, em xin tự giới thiệu. Tên đầy đủ là Lê Thị Hương. Hương năm nay 32 tuổi và đến từ thị trường Quảng Trị. Hương có một công việc truyền thống hiện tại là trợ lý giám đốc của một công ty Trung Quốc ở Việt Nam đã được gần 7 năm rồi. Trước đây thì Hương cũng làm từng du học 5 năm tại Trung Quốc. Và khi ra trường thì đã tự tìm cho mình một công việc rất là ổn định, nhưng mà vẫn đau đáu trong mình một cái nỗi niềm là muốn tìm một công việc nào đó để mà có thêm thu nhập và có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Thế rồi một lần lang thang ở trên mạng và tìm giải pháp với vấn đề sức khỏe của mình thì thấy bài đăng của một chị người quen, và thế là sau vài câu chào hỏi thì em đã dùng sản phẩm của chị ấy giới thiệu ngay. Và sau một vài ngày thì thấy sản phẩm cực kỳ hiệu quả. Sản phẩm cực kỳ hiệu quả và đã khi nghe cái giới thiệu cái cơ hội kinh doanh này và đã là mà đáp thì cầm hết đồ xuống nhà. Ly cầm luôn cả. Một tuần tìm hiểu thì mở rộng vỡ lẽ ra và dần dần đã xây dựng cho mình một cái hệ thống, một cái đội nhóm nhỏ riêng của mình. Đó, đội nhóm của Hương thì rất là tuyệt vời ạ. Ngay Hương lên chuyên nghiệp ấy thì mấy chị em ở dưới ấy, bảo là Hương ơi, Hương đã đủ điểm để về chưa đủ thì nhớ bảo chị nhé để chị cố. Wow, rất là xúc động và cảm thấy rất là biết ơn và rất là tự hào ạ. Hương có một đội nhóm cực kỳ đoàn kết và đúng giống như cái câu của số 9 là yêu hết mình và cho đi hết mình, và Hương cũng rất là biết ơn sâu sắc đến những người đã cho Hương cái cơ hội tuyệt vời này. Một người xa lạ trở thành một người quen và yêu lúc nào cũng không hay luôn. Khi lúc ăn cũng nói chuyện cùng, đến tối ngủ cũng nằm mơ thế luôn, cái nụ cười rất là duyên. Và cái người này á là có mức vừa phát triển bản thân cực kỳ tốt và chị ấy luôn luôn xuất hiện kịp thời để cho Hương những cái lời khuyên và những lời cổ vũ động viên rất là nhiệt tình, và Hương cũng rất là cảm ơn sâu sắc đến chị ấy. Và không để mọi người và Hương tin là với sự dẫn dắt của chị ấy thì Hương cùng đội ngũ của mình ở Siberi sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, và Hương cũng không để mọi người chờ lâu nữa, và sau đây Hương xin giới thiệu đến đây một thủ lĩnh đáng yêu, và thủ lĩnh đối với Hương là thủ lĩnh rất là cute, rất tuyệt vời. Và sau đây Hương xin giới thiệu lên đây là thủ lĩnh cao cấp Lê Thị Thương. Mọi người cho Lê Thị Thương một tràng vỗ tay ạ. Thương xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp Lê Thị Thương với những tình cảm rất là đặc biệt, rất là chân thành của Hương dành cho Thương. Bao nhiêu số anh chị em và các bạn thấy là sau cái đào tạo, nhà đào tạo thì một người chưa bao giờ lên sân khấu rất run ơi là run. Thì hôm nay làm MC rất là tuyệt vời, rồi mọi người đang xem nào. Xin cảm ơn cả nhà. Như vậy với sức mạnh của hệ thống thì không gì là không thể. Từ một người chưa bao giờ là dám nói trước đám đông, từ một người chưa bao giờ là dám lên sân khấu, thì hôm nay cả làm MC của buổi Zoom ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay cho phép Thương
được cùng với chúng ta học tập giao lưu về một cái chủ đề rất là tuyệt vời, đó là một cái sự so sánh về ngành kinh doanh truyền thống và kinh doanh với Sibri nó có những cái nét khác biệt như thế nào, để chúng ta có được cái sự lựa chọn nó đúng đắn, và từ đó chúng ta, khi chúng ta đã có sự lựa chọn rồi, nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn đúng, thì sau đó chúng ta có thể phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình. Và cho Tân hỏi là bao nhiêu số anh chị em và các bạn buổi chiều nay, cả ngày hôm nay đã được tham gia online camp và thấy là cái chương trình đào tạo online camp của hệ thống ESOP của chúng ta rất là năng lượng, rất là máu lửa và rất là ý nghĩa, rất là chất dân vào tay cái ạ. Đấy, các sự kiện của chúng ta lúc nào cũng để lại cực kỳ nhiều ấn tượng, và hệ thống của Thương cả buổi chiều đến bây giờ là anh chị em tư vấn viên vẫn là sôi sung sục sau cái sự kiện online game của hệ thống S69 ngày hôm nay. Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa thì Thương sẽ dành một vài phút giới thiệu về bản thân để cho mọi người biết về Thương. Tên đầy đủ của Thương là Lê Thị Thương, hiện nay Thương đang sinh sống ở Hà Tĩnh. Chỗ ở của Thương thì là ở Hà Tĩnh, nhưng mà nơi làm việc của Thương là toàn cầu. Bao nhiêu số anh chị em và các bạn là thích là mình ở một chỗ nhưng mà mình lại làm việc toàn cầu tất cả. Rồi, xin cảm ơn cả nhà. Thương đã hợp tác với tập đoàn Sức Khỏe Sibri hơn 2 năm. Trước đây Thương là một giáo viên tiếng Anh, giảng dạy ở một trường cấp 3 được hơn 11 năm. Và trong quá trình Thương giảng dạy thì Thương rất là yêu kinh doanh, rất là năng động và rất là yêu kinh doanh. Thương đã tìm cho mình một cái công việc để mình gọi là nghề tay trái. Thương đã trải qua rất là nhiều cái kinh doanh, chủ yếu là online, nhưng mà những cái công việc và những cái sản phẩm trước đây không mang lại cho Thương nhiều giá trị, nhiều niềm vui, và đặc biệt là với một cái sức khỏe thì càng ngày càng có vấn đề. Cho nên là đi tìm một cái giải pháp về sức khỏe lẫn với một cái cơ hội kinh doanh nó thông minh. Ngày xưa Thương không có gọi tên, không có biết bao giờ biết kinh doanh theo mạng để mà gọi tên ra, nhưng mà Thương muốn có một cơ hội kinh doanh thông minh, mà muốn giống như anh Pablo trong cái câu chuyện xây dựng đường ống dẫn nước ấy, là Thương đang muốn thông minh như cái anh Pablo chứ không phải là giống như anh Bruno. Thì Thương đã qua một người bạn, đó là bạn Nguyễn Cảnh Vinh ở Nghệ An. Bạn đã chia sẻ cho Thương về cơ hội kinh doanh thông minh Sibri, và sau hơn 2 năm hợp tác thì đến bây giờ cuộc sống của Thương đã thay đổi hoàn toàn, gia đình, bản thân, và thậm chí và đặc biệt là Thương có một đội ngũ kinh doanh cùng làm việc với Thương rất là máu lửa, rất là tuyệt vời, rất là năng lượng, rất là yêu thương, rất là đoàn kết. Và ngày hôm nay Thương rất là biết ơn thủ lĩnh quốc tế Trương Minh Cương đã phân công cho Thương một cái nhiệm vụ, đó là đào tạo về chủ đề kinh doanh truyền thống kinh doanh theo mạng. Ngay bây giờ Thương sẽ đi vào chủ đề. Mời cả nhà cùng theo dõi lên màn hình để Thương show cái màn hình cho mọi người tiện theo dõi. Ở đây Thương rất là thích khi đọc cái cuốn sách về loạt sách về dạy con làm giàu, cha nghĩa giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki. Bản thân Thương được giác ngộ rất là kỹ, rất là rõ, rất là sâu sắc về cái gọi là kim tử đồ. Và ngày hôm nay bao nhiêu số anh chị em và các bạn là chưa bao giờ biết đến cái khái niệm và chưa bao giờ nghe nói đến kim tử đồ, các bạn hãy cãi thử xem. Rồi bao nhiêu số anh chị em và các bạn thấy rằng là mình đang là người mà gọi là nỗ lực công việc, và mình làm mãi mà cuộc sống của mình vẫn chưa thay đổi, đừng ngọn tay cãi. Rồi xin cảm ơn cả nhà. Thương sẽ phân tích qua một chút về cái khái niệm kim tự đồ này để những tư vấn viên, đặc biệt là những tư vấn viên mới, những người chỉ gọi là công việc truyền thống thì chưa bao giờ biết đến kim tự đồ này, để chúng ta cùng thấu hiểu. Robert Kiyosaki là một tỷ phú người Mỹ gốc Nhật Bản. Ông chưa bao giờ làm kinh doanh theo mạng, nhưng mà ông ám hiểu sâu sắc và ông rất là yêu, rất là có nhiều cuốn sách viết về ngành kinh doanh này, đặc biệt là cái cuốn tập 11 Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác. Anh chị em nào mà chưa bao giờ đọc sách của Robert thì hãy
tìm đọc ít nhất là cái cuốn tập 11 để chúng ta hiểu rõ về cái ngành nghề của chúng ta đang lựa chọn kinh doanh. Thì ở trong đó ông Robert Kiyosaki ông phân tích rất là sâu sắc về cái gọi là kim tứ đồ. Theo ông thì tất cả các ngành nghề, những người tham gia kiếm tiền trên cái quả địa cầu này đều nằm trong một trong bốn cái nhóm của kim tứ đồ. Thì cái nhóm người thứ nhất là nhóm E, gọi là nhóm E là nhóm người làm công ăn lương. Nhóm thứ hai là những nhóm từ kinh doanh hay còn gọi là ông bà chủ solo. Đó, thì bây giờ tôi sẽ phân tích về kim tứ đồ một chút để chúng ta cùng hiểu. Ở cái nhóm E và nhóm S thì gọi là bên trái kim tứ đồ, 80% dân số sẽ tham gia, 80% dân số sẽ đang tham gia kiếm tiền và họ thuộc nhóm E và nhóm S. Những người làm công ăn lương thì thường là họ đổi thời gian, đặc tính của những người này là họ đổi thời gian để lấy tiền, cho nên là thời gian của chúng ta thì có hạn. Một người mà họ nỗ lực làm việc thì khoảng 12 tiếng là cũng rất là gọi là vắt kiệt sức lao động rồi, còn đa phần chúng ta sẽ làm việc 8 tiếng một ngày thì chúng ta sẽ đổi lại một cái gọi là tiền lương, thì đây là cái những người nhóm E, và cái nhóm này rất là đông đảo trong xã hội. Nhóm thứ hai là nhóm những người mà gọi là ông bà chủ solo, là những người từ kinh doanh riêng, gọi là làm chủ nhưng mà thực tế là họ vừa làm chủ mà lại là vừa làm công cho cái công việc của mình. Ví dụ đặc trưng của nhóm này là chủ hiệu thuốc, chủ spa, chủ nhà hàng, tức là họ không tự do ở cái công việc của mình mà họ vừa làm chủ nhưng mà vừa làm công cho cái cơ sở làm ăn của mình. Thì cái nhóm này theo Robert ông bảo là cái nhóm này là gọi là nô lệ công việc. Cái nhóm này có đặc tính là không có thứ bảy, không có chủ nhật, không có ngày lễ, mà họ thường là phải đổi thời gian, thậm chí là đổi luôn cả sức khỏe để lấy tiền. Đây là cái nhóm thứ hai. Thì ở bên này là bên trái kim tứ đồ là 80% số người trong xã hội tham gia kiếm tiền, nhưng chỉ chiếm 20% tài sản của thế giới. Và bây giờ cái sự phân hóa giàu nghèo ngày càng khoảng cách giàu nghèo ngày càng phân hóa mạnh mẽ, thì thực tế bây giờ không phải là tỷ lệ 80-20 nữa, mà phải là 90% là những người làm công ăn lương và những người từ kinh doanh nằm ở bên trái kim tứ đồ, và chỉ chiếm đến khoảng hơn 10%, chưa đến 10% của cải của thế giới. Còn bên phải kim tứ đồ đấy chính là cái nhóm B và nhóm Y. Cái nhóm B là nhóm chủ doanh nghiệp, thì theo Robert Kiyosaki phân tích rất là kỹ, và học trò của Robert Kiyosaki là vua bán hàng Blesinger ấy, là ông ấy phân tích rằng là những người được gọi là chủ doanh nghiệp thường phải có hai cái tiêu chí sau. Thứ nhất là đã gọi là chủ doanh nghiệp thì phải có trên 500 nhân viên trở lên thì mới được gọi là chủ doanh nghiệp. Và cái điều kiện thứ hai để được gọi là chủ doanh nghiệp là họ phải có một cái, tức là cái hệ thống kinh doanh của họ, cái doanh nghiệp của họ phải tự vận hành. Có nghĩa là dù họ xuất hiện ở đó hay không xuất hiện ở đó thì cái doanh nghiệp của họ vẫn hoạt động, vẫn chạy êm, thì mới được gọi là chủ doanh nghiệp. Cho nên rất là nhiều người nhầm tưởng là khi mình có một cái cơ sở làm ăn, mình cứ tưởng rằng mình là chủ doanh nghiệp, nhưng thực tế mình chỉ là người nhóm F thôi. Còn cái người để gọi là nhóm B thì phải có hai cái điều kiện giống như Thương vừa mới nêu ra như vậy. Và cái nhóm Y là những người đầu tư, những nhà đầu tư. Khi họ có tài sản rồi thì họ sẽ dùng tài sản để ra tiền. Thì cái nhóm này là những cái tỷ lệ mà những người ở cái nhóm Y rất là ít trong xã hội. Còn nhóm D là họ sẽ dùng hệ thống, xây hệ thống, và hệ thống sẽ sản sinh lợi nhuận, hệ thống và doanh nghiệp sẽ để ra tiền, và khi họ có tiền rồi thì họ có thể là nhảy xuống ở dưới nhóm Y để họ đầu tư. Thì ở đây chính là cái phân tích rất là sâu sắc của Robert Kiyosaki. Và ông Robert ông ấy bảo rằng là muốn tự do và giàu có đích thực thì hãy tìm cách nhảy sang bên phải kim tứ đồ mà ở. Và cái cách mà sang an toàn nhất đó là bạn hãy nhảy sang nhóm B trước, bạn xây doanh nghiệp, bạn làm chủ hệ thống trước. Khi hệ thống có đồng tiền, có dòng tiền rồi thì bạn có thể dùng cái tiền đó để bạn đầu tư. Thì đó là cái cách mà bạn nhảy từ bên trái kim tứ đồ sang bên phải kim tứ đồ nó an toàn nhất. Đấy, cho nên vì sao chúng ta làm Siberia? Theo Thương và theo trong cả cái bài chia sẻ của Thương, trong cả cái buổi OPT của Thương, thì Thương chia sẻ với ứng viên của mình rằng cái cách mà chúng ta, vì sao chúng ta làm Siberia? Làm Siberia là một cách để chúng ta ở bên phải kim tứ đồ. Làm Siberia là một cách để chúng ta
xây dựng doanh nghiệp cho mình. Làm series là chúng ta, là một cách để chúng ta xây dựng hệ thống. Cho nên series là một cái công cụ để chúng ta ở được bên phải thì tử đồ, và cụ thể là ở góc phân tử thứ ba nhóm B. Đó, cho nên là chúng ta, những ai mà chưa hiểu về kim tự đồ thì chúng ta hãy thấu hiểu về cái này để chúng ta cảm thấy là cái sự lựa chọn của mình nó hết sức thông minh, và chúng ta đã có một cơ hội lớn trong tay mà rất nhiều người mơ ước. Và bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ so sánh về về kinh doanh truyền thống và kinh doanh MLM. Ở đây, ở trong cái sơ đồ đào thưởng, trong cái slide của OPP buổi sáng ấy, thì chúng ta sẽ thấy có một cái slide so sánh kinh doanh truyền thống và kinh doanh MLM. Thì chúng ta thấy là riêng cái việc mà khâu phân phối là nó khác biệt hoàn toàn. Nó khác biệt như thế nào? Một sản phẩm mà đi từ, thường xin phép tắt, xin mời anh chị em đừng share, đừng vạch trên cái màn hình nhé, hồ thương tí. Đấy, thì sản phẩm đi từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng của một sản phẩm mà sản xuất truyền thống ấy thì phải long vòng, tức là gì, phải qua nhà phân phối, tổng đại lý lớn, đại lý nhỏ, cửa hàng bán lẻ đó, rồi mới đến tay người tiêu dùng, và sẽ tốn kém rất là nhiều chi phí quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại. Cho nên những cái khâu này nó sẽ ngốn rất là nhiều cái phần trung gian ở giữa này. Cho nên những người kinh doanh truyền thống ấy là họ thường có một cái đặc tính là họ phải thứ nhất là thường họ phải có cái cửa hàng, họ phải có cửa hàng, họ phải có mặt bằng, họ phải ôm hàng, họ phải có thuê nhân viên, họ phải có rất nhiều chi phí cho quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại. Cho nên cái lợi nhuận của những cái người mà kinh doanh truyền thống này không nhiều, cái dòng tiền không có dòng tiền dương. Thường thường những người kinh doanh truyền thống thì không có dòng tiền dương. Còn kinh doanh MLM ấy, là vì sao gọi là thông minh, tức là nó đi thẳng, hay còn gọi là bán hàng trực tiếp. Một cái sản phẩm mà những cái công ty MLM lựa chọn ấy, là nó sẽ đi thẳng từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng, mà không qua bất kỳ một cái trung gian nào cả, chỉ có qua cái truyền miệng của những người tư vấn viên như chúng ta đó. Cho nên cái phần mà chi phí ở giữa này được cắt giảm, và sẽ có điều kiện để tăng cái chất lượng nó, tăng cái nội dung, cái chất lượng của sản phẩm đó, và dùng cái chi phí đó để trả thưởng, trả hoa hồng cho tư vấn viên. Cho nên vì sao những người tham gia kinh doanh MLM sẽ có rất là nhiều quyền lợi và nhiều cái mức thu nhập hơn là những người làm kinh doanh truyền thống. Và thứ hai nữa là sản phẩm của những cái công ty MLM thì luôn luôn tốt. Cứ khẳng định là những công ty kinh theo màng ấy, sản phẩm luôn luôn tốt. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà không có tốt ấy, thì người ta sẽ không có chia sẻ. Đấy, ngành kinh doanh MLM là ngành kinh doanh truyền miệng, là chia sẻ trực tiếp. Nếu sản phẩm không tốt thì người ta sẽ không chịu chia sẻ, không chịu mở miệng để chia sẻ cho chúng ta. Vì thế khẳng định rằng là những công ty kinh doanh theo mạng sản phẩm là luôn luôn tốt. Nó chỉ khác nhau ở giá cả, rồi ở cái mô hình kinh doanh nó có thông minh, có vượt rồi, nó có dễ, nó có khả thi cho người ta kinh doanh không tốt. Chứ còn là sản phẩm thì nó cơ bản là tốt. Và ở đây chính là một cái sự so sánh nữa của kinh doanh truyền thống và kinh doanh series, kinh doanh theo mạng. Và ở đây thì tôi sẽ chi tiết để chúng ta thấy một cái góc nhìn về cái kinh doanh MLM và kinh doanh truyền thống. Thì ở đây tôi sẽ đưa ra một số cái tiêu chí để chúng ta có thể là nhìn rất là rõ để chúng ta so sánh. Thứ nhất là về vốn ấy, thì cái vốn của kinh doanh MLM chúng ta là vốn của kinh doanh, cái này thường xin lỗi nhá, thường bị ok thường bị cái cột ấy, cái cột mọi người hãy luôn hai cái tiêu đề đầu tiên nhá thương nhá. Đấy, khi thương soạn thì tiềm thức nó dần dặt, cho nên là cái đầu tiêu đề như thế, nhưng mà cái đầu nó không hợp với cái đuôi, thì mọi người hãy đổi cái tiêu đề cho thương một tí. Bây giờ thương mở ra thương mới phát hiện này đó, cái mọi người hãy để cho thương một tí. Cái vốn trong cái ngành kinh doanh truyền thống ấy, ở đây là cái chữ, thay chữ MLM bằng chữ truyền thống và lùn lại cho thương nhé. Thì trong kinh doanh truyền thống thì vốn sẽ rất là lớn, người ta phải bỏ ra rất là nhiều chi phí để kinh doanh. Còn kinh doanh Siberi, kinh doanh MLM thì vốn rất là ít. À, vốn của chúng ta là bao nhiêu ạ? Vốn của chúng ta là 2.6. Rồi, kinh doanh truyền thống thì cái sự cạnh tranh sẽ rất là khắc nghiệt. Còn kinh doanh Siberi, kinh doanh MLM thì không có hoặc là rất ít. À, không có, mà nếu mà có thì nó rất là ít, gần như không có sự cạnh tranh. Rồi, về thời gian
thì kinh doanh truyền thống thì rất là gò bó, còn kinh doanh hybrid thì là tự do linh hoạt, chúng ta có thể là làm thêm, chúng ta có thể là ngồi trên xe buýt chúng ta cũng làm việc được, chúng ta ngồi trong nhà vệ sinh chúng ta cũng có thể làm việc được, chúng ta đi chơi du lịch ở bất kỳ nơi nào chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng là chúng ta đã có thể kinh doanh được. Sản phẩm của kinh doanh truyền thống ý, là nó dễ bão hòa, còn sản phẩm của kinh doanh MLM hay của hybrid là nó độc đáo, nó độc quyền và giá cả gọi là giá cả tối ưu chất lượng, giá cả tối thiểu chất lượng tối đa và hiệu chất lượng tối ưu và hiệu quả tối đa, đúng không? Đó, cho nên chúng ta thấy là cái sự khác biệt về sản phẩm là như thế. Về lợi nhuận, về lợi nhuận ở đây đã từng nêu và tí nữa chúng ta sẽ có rất là nhiều minh chứng của những người họ đang làm kinh doanh truyền thống và họ chuyển sang hybrid thì họ sẽ thấy cái sự khác biệt như thế nào. Và ở đây thường chỉ đưa ra những cái thống kê đầu tiên về phần lợi nhuận ấy, thì kinh doanh truyền thống thì họ gặp khó khăn ở cái vấn đề là dòng tiền dương. Người ta làm nhưng người ta không có hoạch định được là mỗi tháng người ta có thể là lợi nhuận ra bao nhiêu. Anh chị em khi mà mình kết nối, mình chia sẻ, mình chỉ cần đặt câu hỏi là thế thì mỗi tháng bạn có thể là hoạch định ra là bạn lợi nhuận bao nhiêu, gần như nhiều người không có tính được. Và cái tiền mà hàng ngày họ nghĩ là họ lợi nhuận đó thực tế là cái vốn họ bỏ ra và họ thu hồi về dần dần thôi, chứ không phải là dòng tiền dương của họ. Những người làm kinh doanh truyền thống, vấn đề đau đầu của họ là vấn đề dòng tiền dương. Còn kinh doanh hybrid là chúng ta tạo ra một cái dòng tiền dương thu nhập thụ động. Cái sự khác biệt của chúng ta đó là dòng tiền dương và thu nhập thụ động. Đấy. Tiếp tục kinh doanh truyền thống ấy, thì mọi người vẫn thấy cái mục tiêu thường nhé, thì rủi ro là rất lớn. Rủi ro rất lớn bởi vì bỏ vốn liếng ra kinh doanh rất là nhiều và rất rủi ro. Vừa rồi ở vùng Hà Tĩnh rồi Quảng Bình rồi Quảng Trị rồi Huế mấy tỉnh miền Trung, mọi người thấy rằng là những ai làm kinh doanh truyền thống kiểu như là người ta làm trên lĩnh vực nông nghiệp ấy, về chăn nuôi gia súc gia cầm, chăn nuôi rồi về kinh doanh lúa gạo chẳng hạn, cứ tưởng tượng là một kho lúa gạo mà lũ nó về một cái thì vượt cả kho lúa gạo như thế thì cứ gần như mất trắng luôn, mất vốn liếng, mất tài sản, trâu bò thì chỉ từng đàn một. Cho nên kinh doanh truyền thống nó cực kỳ rủi ro, còn kinh doanh của hybrid thì rủi ro bằng không. Vì cái của chúng ta kinh doanh là chúng ta là kinh doanh về cái mối quan hệ về con người và cái vốn chúng ta chỉ là 2.6 triệu. Về tình cảm, vấn đề tình cảm á, thì kinh doanh truyền thống nó rất là mất mát về tình cảm bởi vì là cái sự cạnh tranh khốc liệt, nói xấu nhau, đúng không? Và còn kinh doanh hybrid, kinh doanh MLM thì chúng ta sẽ rất là giàu có bạn bè và giàu có các cái mối quan hệ. Chúng ta sẽ có được các cái mối quan hệ chất lượng, bạn của bạn và ví dụ bình thường thường là giáo viên thì thường không thể là mời chủ doanh nghiệp hay là mời bác sĩ hay là mời thậm chí là mời thạc sĩ tiến sĩ để về làm việc với mình, đúng không? Nhưng với hybrid không gì là không thể, chúng ta có thể kết giao với những người giỏi hơn mình, giống như trong cái bản tuyên bố là tôi tuyển dụng những người giỏi hơn mình. Đó. Rồi về cái kinh nghiệm thì kinh nghiệm của kinh doanh truyền thống thì người ta giấu nghề, người ta có một công thức pha chế, người ta có một cái công thức nấu nướng, người ta có những cái ngón nghề nào đó chắc chắn người ta phải giấu đi chứ không là nó cạnh tranh. Còn cái kinh doanh hybrid chúng ta đó là luôn luôn chia sẻ, luôn luôn cho đi, luôn luôn yêu hết mình, luôn luôn trao giá trị. Mình có cái gì mình không giữ cho riêng mình mà mình chia sẻ, mình cho đi người khác. Và Zoom là một cái nơi mà để chúng ta cho đi kiến thức, cho đi năng lượng, cho đi cái giá trị. Tiếp tục về cái lĩnh vực mà mở rộng ấy, thì kinh doanh truyền thống là bị giới hạn về địa lý. Rõ ràng chúng ta mở cửa hàng thì chúng ta cũng chỉ có thể là kinh doanh trên một cái địa bàn, trên huyện, trên tỉnh mà không thể là mở rộng được. Nếu mà muốn mở rộng thì mọi người live stream bán hàng thì khản cả cổ, đúng không? Đấy, những người mà có thể họ bán hàng dùng Facebook, họ bán hàng thì họ live stream khản cả cổ để bán được hàng. Còn với hybrid thì chúng ta gọi là mở rộng không giới hạn, vì chúng ta có đòn bẩy, đó là đòn bẩy về vận chuyển, đòn bẩy về đào tạo, đòn bẩy về công nghệ. Cho nên là ngành của chúng ta gọi là ngôi một chỗ và kinh doanh toàn cầu. Còn về mối quan hệ là cái ngành kinh doanh truyền thống là gọi là một người thắng thì kẻ và một kẻ thua, tức là nếu mà người ta thất bại thì mình có cơ hội phát triển,
người ta đóng cửa thì mình có cơ hội phát triển, có nghĩa là người thắng kẻ thua. Còn kinh doanh Sibri, kinh doanh MLM thì gọi là cái mối quan hệ đó là win-win, là tất cả cùng thắng, ai cũng có tiền, ai cũng làm giàu tập thể, ai cũng an lạc cả. Thì đấy là một số cái nét trong cái sự khác biệt của kinh doanh truyền thống và của Sibri. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dừng lại và chúng ta giao lưu với tất cả các anh chị em. Chắc chắn là buổi tối ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều câu chuyện, những người đang làm kinh doanh truyền thống, những người đã làm kinh doanh truyền thống gặp rất là nhiều vấn đề và khi vào Sibri thì thấy là cái sự khác biệt nó như thế nào. Rồi bây giờ Thương sẽ mở mic và xin mời tất cả các anh chị em hãy nói, mở mic và nói tên để chia sẻ. Xin mời. Tôi Nguyễn Thị Quý. Nguyễn Thị Quý. Dạ. Yes. Cảm ơn Thủ Lĩnh rất là nhiều. Xin chào tất cả các anh chị em trên Zoom. Chào Thủ Lĩnh. Quý xin giới thiệu, Quý là Nguyễn Thị Quý. Trước khi đến với Sibri thì Quý cũng là kinh doanh truyền thống. Và Quý kinh doanh truyền thống là kinh doanh mặt hàng là xây dựng. Đấy, thì khi mà kinh doanh mặt hàng xây dựng thì vốn rất là nhiều. Không những vốn nữa mà mình còn phải thuê mặt bằng rất là lớn. Đấy, cho nên là cái số vốn bỏ ra nhiều mà cái lợi nhuận thu vào thì thật sự mà nó không nhiều. Nhưng mà cái số tiền của mình đưa về thì không có. Cứ cuối năm thì mình lại phải đi lặt nợ rất là nhiều. Và cái đau buồn nhất là mình thật sự mà nói là vào đây Quý rất là hạnh phúc vì phát triển được bản thân cũng như là mình cái khả năng giao tiếp của mình tốt hơn. Ở trên bên kinh doanh truyền thống thì Quý cũng giao tiếp được nhưng mà nó phải điêu hơn. Lúc sáng là Quý vừa đăng một cái bài thì có một cái bạn hàng với Quý là nhảy vào khen Quý là dạo này là chị nghỉ ở bên Xuân Gạch thì thấy chị khác, chị xinh hơn và thấy chị có vẻ là sướng hơn đấy. Đấy thì mình cũng nói thêm với bạn ấy một câu là không những là đẹp hơn, khỏe hơn mà còn là bớt điêu hơn đấy, bởi vì cái kinh doanh truyền thống của mình bắt buộc mình phải điêu đấy, bắt buộc mình phải điêu thì mình mới bán được hàng. Nếu như mà cứ tùy mị nết na rồi cứ phải thế này thế khác thì thật sự mà nói là không bon chen được mà kinh doanh được. Đấy, và cái thứ hai nữa đấy là mua được cái cuối năm thì rất là đau buồn của mình. Cái đau buồn của mình là 30 Tết người ta là đi chợ sắm Tết rồi đi mua sắm nhưng mà mình vẫn phải cúi mặt xách sổ đi đòi nợ. Đấy là cái đau buồn. Và cái thứ tư nữa đấy là phải phụ thuộc vào rất là nhiều. Phụ thuộc vào chẳng hạn như mình kinh doanh bên vật liệu xây dựng thì mình phải thuộc vào có vào thợ, vào những cái người mà thầu đấy thì rất là phụ thuộc vào họ. Và cuối năm thì thật sự mà nói là bố mẹ mình chưa có một két bia để mà uống mà tặng bố mẹ đâu, nhưng mà những cái người thợ người có đó là mình đã phải là người đi trước đó. Nếu như không đi trước thì công trình của mình sẽ không đến tay. Vì vậy cho nên là khi mà mình bước chân sang mà cái môi trường kinh doanh MLM như thế này mình cảm thấy rất là hạnh phúc, an lạc và thật sự mà nói là rất biết ơn các thủ lĩnh đã trao cho mình cái giá trị tuyệt vời như thế này. Quý xin cảm ơn và cảm ơn thủ lĩnh đã cho Quý chia sẻ. Cảm ơn Nguyễn Quý, cảm ơn câu chuyện về kinh doanh truyền thống và sự khác biệt kinh doanh truyền thống và kinh doanh Sibri của Nguyễn Quý. Xin mời câu chuyện tiếp theo. Tôi định là gọi tên gì? Xin mời bạn Hoàng Thị Kỳ. Xin chào tất cả mọi người trên Zoom. Tôi là Hoàng Kỳ, tôi đến từ thị trường Hà Tĩnh. Tôi là dưới hệ thống của thủ lĩnh Lê Thị Thương ạ. Hôm nay tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình về cái vấn đề kinh doanh truyền thống và khi bước chân vào kinh doanh Sibri thì những cái giá trị tôi nhận được. Thứ nhất là khi mà tôi kinh doanh truyền thống thì có rất là nhiều nỗi đau. Trước hết đó là khi tôi mở cái siêu thị kinh doanh thì tôi cảm thấy là sau những chuỗi ngày mình làm ăn cũng phát triển nhẹ nhẹ thì bắt đầu mọc ra rất là nhiều cái siêu thị bên cạnh, tạp hóa hoặc là siêu thị bên cạnh. Thì khi mà những cái siêu thị bên cạnh mở ra thì cái lượng khách của mình bị giảm, bị chia nhỏ và từ đó dẫn đến là mình cái nguồn thu của mình bị thu hẹp. Và đó là một cái điều rất là không vui ở trong kinh doanh truyền thống. Và ở Sibri thì hoàn toàn không có. Đối với Sibri thì mọi người giúp đỡ nhau, thậm chí là người vào trước sẽ giúp những người vào sau để cùng đi lên và cùng phát triển. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là bản thân tôi là một người thích tự do và thích du lịch. Thì đối với làm ở bên cái lĩnh vực siêu thị là mình cứ phải
làm đó từ sáng đến tối, từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác, không có ngày nghỉ, không có ngày lễ. Cho nên là cái việc mà để mà nghỉ để đi du lịch thì phải chấp nhận là đóng cửa. Mà đóng cửa một ngày thì đồng nghĩa với việc là không có doanh thu, gọi là không có thu nhập thụ động đấy ạ. Và thứ ba nữa là khi mà mình bỏ ra quá là nhiều công sức và thời gian vào cái công việc thì cái việc vấn đề sức khỏe của mình là sẽ không đảm bảo. Và bản thân tôi đã nhìn thấy được những cái bà chủ mà làm cửa hàng tạp hóa ở bên cạnh rất là lâu năm thì họ có vấn đề sức khỏe rất là nhiều luôn. Và sau này họ phải bỏ rất là nhiều tiền để chữa trị, để tìm lại cái sức khỏe, và thậm chí là không có. Và cái giá trị đặc biệt hoàn toàn khác ở Chibri mà khiến tôi gắn bó mãi, đó là giá trị về cho đi, giá trị về phát triển bản thân mà không bao giờ tìm thấy ở được cái môi trường truyền thống, rất là khó luôn. Bởi vì bản thân tôi sẽ không bao giờ mà dành được một cái khoảng thời gian một ngày, hai ngày để có thể là đi học tập phát triển bản thân, và cũng không có môi trường để phát triển. Thì sau khi học tập phát triển bản thân mà lại quay về với công việc truyền thống thì cảm thấy rất là gò bó và khó chịu ạ. Cho nên là khi mà bắt gặp được cái cơ hội Siberia thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Mặc dù trong cái quá trình mình chia sẻ thì vẫn sẽ có rất là nhiều sự phản đối, nhưng mà không vì thế mà chùn bước ạ. Và xin cảm ơn cái người đã chia sẻ cái thông tin rất là tuyệt vời đến với tôi, đó là thủ lĩnh Lê Thị Thương. Xin hết ạ. Rồi, cảm ơn chia sẻ của ba chủ solo, ba chủ siêu thị Hoàng Thị Kỳ. Chia sẻ một chút cho cả nhà là ba Hoàng Kỳ là 10 giờ đêm mới đóng cửa để về đến nhà. 10 giờ mới đóng cửa siêu thị mới về đến nhà. Và Tết thì rõ ràng là bán siêu thị thì Tết không có giá cho con, cho nên là mỗi lần Tết mà thường được tự do, thường được dẫn con đi chơi thì bạn Kỳ bạn rất là ước ao. Bạn ấy ước ao là bao giờ em được như chị. Và chỉ có mỗi cái tự do, trả tự do cho mình, nhưng mà rất là nhiều người cả đời cũng là ước ao mà không thực hiện được. Rồi xin chắc chắn Hoàng Thị Kỳ tới đấy sẽ có cơ hội để được tự do. Chúng ta có công cụ rồi, không gì là không thể. Xin mời lúc này anh Phạm Quang Việt. Lúc nãy anh mở mic và sống pha, nhưng mà thường chưa kịp mời anh. Xin mời anh Phạm Quang Việt nào. Xin mời ưu tiên một anh đàn ông mở mic không nhánh bằng phụ nữ, chúng ta ưu tiên một tí. Xin mời anh Việt. Vâng, xin chào thủ lĩnh cao cấp Thư Tiến, và xin chào tất cả anh chị em Zoom. Thì đã lâu lắm rồi Việt là cũng không có chia sẻ lên trên nhóm, bởi vì là cũng để dành cho cơ hội cho nhiều bạn khác. Nhưng hôm nay cái nội dung này nó quá hay và nó động đúng với cái kinh nghiệm của mình. Sau là một người kinh doanh truyền thống 16 năm rồi, thì mình xin chia sẻ như sau. Kinh doanh truyền thống ấy, không có công thức thành công trách đấy. Và kinh doanh series S9 chúng ta đã hình thành nên công thức thành công chắc chắn. Bởi vì sao? Bởi vì kinh doanh truyền thống kia, mỗi người một ngành nghề khác nhau, nếu như có chung sản phẩm thì lại khác nhau về quy mô, về vốn, về vị trí địa lý, về con người, về quản trị. Do vậy mà không thể thành lên công thức thành công chắn, mà chỉ có gì là chúng ta cứ làm, chúng ta gặp lỗi chúng ta sửa, làm gặp lỗi sửa. Và chúng ta phải học rất nhiều, tập trung học tập, vừa tung đào tập, vừa phải làm việc, vừa phải trả học phí, vừa phải trả rất nhiều thứ thì mới có thể thành công được. Do vậy là khả năng thành công ở môi trường kinh truyền thống cực kỳ phức tạp và cực kỳ khó khăn, do không có được cái công thức thành công chắc chắn, mà chỉ có bản thân chúng ta đúc rút kinh nghiệm đấy. Chúng ta học tập kinh nghiệm, học tập kiến thức, một mớ kiến thức rất là lớn, từ các khóa học về đào tạo doanh nghiệp, từ các khóa học đào tạo về giám đốc kinh doanh, rồi là marketing. Sau đó chúng ta về đúc rút, chúng ta sửa lỗi. Và mỗi lần sửa lỗi như thế thì nó tiêu tốn của chúng ta rất nhiều công sức và rất nhiều tiền bạc. Mà nếu như không đủ kiên trì ấy, thì không thể thành công được. Còn kinh doanh suy, hệ thống rất là như trước đã giúp chúng ta có một cái công thức thành công chắc chắn rồi. Và chúng ta chỉ việc áp dụng theo đúng công thức thôi thì chúng ta sẽ thành công. Vâng, đấy là tôi xin chia sẻ với thủ lĩnh và tất cả anh chị em đi Zoom. Vâng, tôi xin hết ạ. Cảm ơn chia sẻ của nhà tư vấn chuyên nghiệp Phạm Quang Việt.
Như vậy là theo anh thì kinh doanh truyền thống là chúng ta phải may mò, chúng ta phải tự làm, tự đúc rút và có thể phải trả giá rất là nhiều bài học rồi mới đi đến thành công. Còn vào Siberia chúng ta đã có công thức thành công chắc chắn rồi. Công thức thành công, nhưng mà không chỉ là công thức thành công mà gọi là chắc chắn nữa. Tức là vào đây làm đúng công thức thì chắc chắn thành công. Và với cái rủi ro gần như bằng không. Và chúng ta gọi là với Siberia chúng ta sẽ nhận được cực kỳ nhiều giá trị, và tiền là giá trị thấp nhất mà chúng ta nhận được, mặc dù rất là nhiều tiền. Đó. À, cảm ơn chia sẻ rất tuyệt vời của anh Phạm Văn Việt. Bây giờ xin câu chuyện tiếp theo, xin mời câu chuyện tiếp theo. Tôi ưu tiên cho chị Nguyễn Thị Thúy nhé. Nãy giờ chị thấy chị Thúy bật mic 3 lần rồi. Xin mời chị Nguyễn Thị Thúy. Cảm ơn thủ lĩnh. Xin được chào tất cả các thủ lĩnh đang có mặt trên Zoom, và xin được tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Thúy. Tôi ở thị trường Hưng Yên, ở Văn Giang Hưng Yên, và tôi dưới thủ lĩnh Xuân Thông. Cảm ơn thủ lĩnh đã cho tôi chia sẻ. Xin được giới thiệu mọi người, tôi là một bản thân tôi là một giáo viên, và nhưng mà tôi rất máu kinh doanh, luôn luôn khát khao tìm kiếm một cơ hội kinh doanh. Mà tôi đã trước kia tôi đã làm rất là nhiều các mô hình truyền thống, ví dụ như là bán hàng online, cũng ôm hàng bán hàng, rồi cũng tự làm ra để bán, và tôi đã đi học lớp huấn luyện viên yoga để về mở các trung tâm, rồi khiêu vũ. Nhưng tất cả những cái việc xin mời chị Thủy tiếp tục đi. Tự nhiên chị Thủy nó cái của chị Thủy bị bật ra ngoài. Chị Thủy đã vào được chưa? Rồi, trong lúc chờ đợi chị Thủy. Tôi vào rồi. Ok. Vâng, chia sẻ với tất cả các thủ lĩnh là tôi đã mở rất là nhiều các trung tâm dạy yoga, rồi dạy Zumba, và tôi đã đi dạy thuê cho các trung tâm cũng rất là nhiều. Tuy nhiên là tất cả những cái cố gắng của tôi ấy, thì đổi lại là tôi đã mất đi rất nhiều sức khỏe. Mặc dù tôi đang đi trao cho mọi người cái giá trị về sức khỏe, nhưng bản thân tôi không hề khỏe. Mọi người nhìn vào thấy rằng là mình đầy năng lượng. Bạn ý là huấn luyện viên yoga đấy, bạn ý là huấn luyện viên bơi lội đấy, rồi bạn ý là huấn luyện viên Zumba, nhưng thực tế tôi không khỏe tí nào. Tôi đã sinh mổ 3 lần nhưng lại không được nghỉ ngơi, không được chăm sóc, mà lại cứ lao đi đêm hôm sớm tối, 4 rưỡi đã phải dậy để đi đến những trung tâm để dạy người ta, và lại về để còn kịp giờ đi lên lớp. Chính vì thế mà tôi cảm thấy cái mình bán sức khỏe, và có những hôm đi trên đường mưa nắng, đêm hôm phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Tôi đã xe đã mấy lần cong vành rồi, xe máy mà mấy lần cong vành vì lao vào ổ gà. Cho nên là cảm thấy mình nhiều lúc mà cảm thấy rằng ui sao có thể mình lại bị đồng tiền nó quay chóng mặt như vậy. Nhưng khi tôi tìm đến được đến với cơ hội Siberia thì tôi thấy rằng là đây là môi trường cực kỳ phù hợp với tôi. Trước kia có rất là nhiều các tập đoàn mời tôi làm việc, các bạn của tôi chia sẻ với tôi, ví dụ như là Amway, Thiên Sư, rồi Oriflame, rồi bảo hiểm. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại bị đẩy ra rồi. Không phải, ai đó tắt mic của tôi. Vâng, chị tiếp tục. Truyền thống của tôi ấy, năm tiếng là người ta bỏ tiền ra thuê tôi đi dạy. Đó, vẫn mang tiếng là bỏ tiền ra thuê tôi đi dạy, cho nên là mình vẫn không thật sự được quan trọng. Mình làm tốt, họ cũng không thật sự là coi trọng, mà nếu như mà mình làm chưa tốt thì họ sẽ soi mói vào đó, cho nên là nó cực kỳ là áp lực đó. Nhưng khi tôi tìm thấy được cơ hội Siberi thì tôi cảm thấy vô cùng an lạc, và thật sự là tôi đã được bảo vệ sức khỏe. Tôi đã cảm thấy là mình khỏe mạnh lên rất là nhiều, hoàn toàn thay đổi khi tôi sử dụng sản phẩm Siberi được 10 ngày là tôi đã thấy sức khỏe của tôi hoàn toàn thay đổi. Và kinh doanh Siberi thì không có một tí rủi ro nào cả, cho nên đây là một cái kinh doanh phù hợp với tôi. Tôi cảm thấy là vô cùng tuyệt vời. Trước đó khi tôi, mặc dù tôi làm tất cả nhiều các trung tâm như vậy, nhưng mà cuối cùng tôi lại nợ thêm rất nhiều, là bởi vì tôi đầu tư ra các trung tâm và cái tiền thu lại đôi khi là không thu được học viên. Đó, không thu được học viên mình thành lỗ vốn. Đó, rồi đi dạy các trung tâm khác thì là tiền xăng xe đi lại, đôi khi sửa xe thuê nó mất mấy triệu rồi.
Thành ra là cuối cùng mình không nhận lại được cái giá trị gì cả. Vừa bán sức khỏe mà lại cũng không có tiền. Và vào CBD tôi mới nhận ra được rằng là tất cả những công việc từ trước tới giờ của tôi là tôi đang chạy theo đồng tiền. Tôi đang chạy theo đồng tiền và chưa thực sự trao được những giá trị gì là nhiều cho cộng đồng. Chính vì thế mà tôi vẫn luôn luẩn quẩn với cái vòng kiếm tiền rồi lại bán sức khỏe, kiếm tiền bán sức khỏe đó, rồi lại quay lại chăm sức khỏe. Nhưng vào Siberia thì tôi đã nhận ra một điều rằng là tất cả những việc làm của tôi bây giờ là tôi đang đi trao giá trị cho mọi người một cách an lạc tự do. Và tự nhiên tiền nó không hề quan trọng nữa, nhưng nó lại về với mình một cách tự nhiên. Nó về với mình một cách tự nhiên đó. Chính vì thế mà đây là một cái môi trường vô cùng tuyệt vời mà tôi được phát triển bản thân rất là nhiều, được phát triển bản thân cực kỳ nhiều. Ngoài sức khỏe ra thì cái giá trị phát triển bản thân là lớn nhất. Và tôi thực sự cảm ơn người đỡ đầu của tôi đã chia sẻ cho tôi cơ hội này. Và tôi chỉ mong muốn nói với tất cả các tư vấn viên mới rằng nếu như các bạn đang ngồi trong Zoom hoặc đang xem live trên Facebook thì các bạn đã rơi đúng điểm rơi rồi, đã chọn đúng điểm để rơi rồi. Các bạn hãy nghiêm túc tìm hiểu và hãy dấn thân tìm hiểu cái cơ hội này. Và chúng ta chắc chắn các bạn sẽ thành công, tôi khẳng định chúng ta sẽ thành công. Cảm ơn cả nhà. Rồi, cảm ơn chia sẻ từ trái tim. Thương cảm nhận được là một bà mẹ ba con ba lần sinh mổ mà phải cày xe máy đi giày sức khỏe cho người khác mà đến nỗi cóng phanh. Thương cũng biết được là cái cảm giác mà lúc nó cóng phanh nó khủng khiếp như thế nào. Nhưng mà qua cái chia sẻ của chị thì là cảm nhận được là phải sự vất vả. Và Siberia như là một cái món quà, cái cơ hội lớn mở ra đối với chị. Và thương tin chắc rằng là chị sẽ thành công lớn với Siberia. Thương đã được nghe chị Thủy hát bài cover lại bài Cá Chiếu Xá ở Rick Camp đúng không? Chị rất là xinh đẹp, rất là tuyệt vời, chúc mừng chị. Xin mời chia sẻ tiếp theo. Đã có cực kỳ nhiều câu chuyện quan trọng. Xin mời tư vấn viên cao cấp Nguyễn Việt Dũng. Ok, xin cảm ơn thủ lĩnh đã cho chia sẻ. Xin chào toàn thể các anh chị em trên Zoom. Dũng xin giới thiệu, Dũng tên là Dũng, đang ở thị trường Lạng Sơn. Hiện là tư vấn viên cao cấp của tập đoàn sức khỏe Siberi. Thì hôm nay được cái chủ đề là, thủ lĩnh hôm nay đã tạo cái chủ đề là sự khác biệt giữa kinh doanh truyền thống và kinh doanh theo mạng. Thì Dũng đã có rất nhiều năm về kinh doanh truyền thống, về xây dựng, và cái nỗi đau về kinh doanh truyền thống thì nó rất là nhiều. Thời gian thì mình đầu tư toàn bộ cái thời gian của mình vào cái công việc kinh doanh truyền thống của mình. Mình Dũng làm về xây dựng cho nên là phải đi tối ngày, sáng thì đi rất là sớm và về rất chi là muộn. Có những kỳ chuyển miên ấy thì sáng đi sớm và về muộn thì hầu như là không được chơi với vợ con gì cả, vì là sáng mình đi sớm rồi, với lúc về muộn quá rồi thì con ngủ mất rồi, thế nên là chẳng được chơi với con cái gì cả đó. Và cộng với đó nữa là mình đi mình phải quan hệ và phải ngoại giao và phải nhậu rất nhiều, nhậu vô kể, về trong cái tình trạng luôn say xỉn, và mình cứ nghĩ mình là thanh niên còn khỏe. Nên là trong một thời gian nhậu rượu rất nhiều, mình cảm thấy mình là yếu đi rất là nhiều. Trong khi đó là mình vẫn có những thời gian mà mình rất là đam mê thể thao, nhưng mà cái sức khỏe mình cảm thấy yếu đi rất nhiều. Và đến một ngày thì mình nhận ra rằng là mình cần sự thay đổi, cần sự thay đổi. Thì trong những lần mà mình đi học phát triển bản thân ấy, chỉ cần thay đổi thôi. Thì là mình rất trong những cái lần phát triển bản thân ấy thì là mình thay đổi rất chi là nhiều. Và một lần học gần đây nhất ấy, về phát triển bản thân thì mình gặp được một người bạn, và người bạn đã chia sẻ cho mình cái cơ hội Siberia, và mình hợp tác với Siberia đến bây giờ thì mình thấy hạnh phúc từng phút giây. Bởi vì là làm việc với Siberia thì mình có được mọi giá trị, về từ phát triển bản thân, về thời gian, về tất cả mọi giá trị khác, về tình yêu thương đó. Thì đến bây giờ thì Dũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Và các anh chị nào mà hiện giờ đang xem live stream mà muốn cần nghiên cứu tìm hiểu một lần trong đời về cái tập đoàn sức khỏe CV này,
thì nó là một lần không lần hối tiếc. Đó, Dũng xin phép chia sẻ với các anh chị một chút đôi điều về bản thân Dũng. Xin nhường lại cho Dũng nán lại cho Dũng phỏng vấn Dũng một thêm một tí, là Dũng có thể là chúng ta lúc này có đề cập đến cái việc là dòng tiền, cái vấn đề dòng tiền ở trong kinh doanh truyền thống và kinh doanh xưa đấy. Bạn có thể là bạn đã từng làm doanh nghiệp rồi, bạn chia sẻ về cái vấn đề dòng tiền cho mọi người có được một cái nhìn tổng quan để sau này lấy những cái kiến thức này để đi chia sẻ cho những người mà đang truyền thống. Kinh doanh truyền thống thì cái dòng tiền nó vô cùng quan trọng, giống như cơ thể con người mình giống như mạch máu vậy, cơ thể con người của mình mạch máu phải lưu thông một cách nữa là linh hoạt thì con người ta vẫn khỏe mạnh được. Thì trong doanh nghiệp cũng vậy, cái dòng tiền ấy, dương ấy, dòng tiền mà để vận hành doanh nghiệp nó cũng giống như mạch máu của con người vậy. Chỉ cần cái dòng tiền mà nó có vấn đề một chút thôi thì doanh nghiệp sẽ bị có vấn đề ngay, sức khỏe của doanh nghiệp sẽ bị kém đi. Và nếu như mà bị tắc nghẽn một cái mạch máu nào đó, dòng tiền nào đó, thì doanh nghiệp có thể bị tê liệt. Đó là một cái mà những ai mà đã từng vận hành doanh nghiệp rồi ấy, thì cái nỗi đau này rất là lớn. Bởi doanh nghiệp mà không có dòng tiền thì mọi hoạt động khác đều bị ảnh hưởng hết. Và trong những thời mà khó khăn nữa, tiếp cận đồng vốn với ngân hàng nó cực kỳ khó khăn, không phải doanh nghiệp nào mà cũng thể tiếp cận được dòng vốn ở ngân hàng. Thì đó là một trong những cái mà doanh nghiệp truyền thống thường mắc phải. Và thường thường thì những cái doanh nghiệp nào mà càng kinh doanh lớn ấy thì cái dòng tiền nó càng nhiều, và cái sự linh hoạt của người điều hành ấy cũng cực kỳ là vất vả. Cũng xin chia sẻ như vậy. Rồi, xin cảm ơn chia sẻ rất là tâm huyết của bạn Việt Dũng. Cảm ơn Dũng đã chia sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những cái câu chuyện tiếp theo. Hôm nay chúng ta chủ yếu là chúng ta sẽ nghe chuyện câu chuyện thực tế từ những người đang kinh doanh truyền thống. Xin mời. Hay ạ. Ôi, Huyền Kiều ạ. Huyền Thi Hồng ạ. Trần Thị Huyền Trang, xin mời bạn. Vâng ạ. Xin chào thủ lĩnh cao cấp Lê Thị Thương, chào tất cả các anh chị em đang có mặt trên Zoom ạ. Cảm ơn thủ lĩnh đã cho Trang chia sẻ ạ. Trang thì là cán bộ nhà nước, nhưng mà thực sự là trong máu trong người lúc nào cũng là cái dòng máu gọi là kinh doanh. Thế cho nên là trong khi mà làm việc nhà nước thì Trang cũng vẫn cứ luôn luôn đi tìm cho mình những cái hướng kinh doanh để giúp cho cuộc sống nó đỡ vất vả hơn, cho con cái của mình có nhiều điều kiện hơn. Thế và Trang lựa chọn đó là cái hình thức kinh doanh online. Và khi mà kinh doanh online thì Trang gặp có cái thời gian đầu ấy, mình bán được rất là nhiều hàng, nhưng mà đồng thời đó thì mình cũng phải ôm một cái số lượng hàng phải lớn hơn những cái người mà người ta lấy xỉ của mình ấy, rồi là và có thể là thậm chí là bán hàng thì nhiều khi là phải bán phá giá. Và mình xây dựng cái hệ thống thì nó không cái hệ thống bán hàng online ấy, là nó không được bền vững. Rồi cái nguồn cái dòng tiền về với mình thì khi mà Trang tính ra thì tưởng là rất là nhiều, tưởng là được rất là nhiều tiền, nhưng mà thực ra thì ôm hết tiền ở trong nhà ra để đi ôm hàng, và sau đó thì họ nợ lại, tức là những cái đại lý họ lấy của mình ý, thì họ nợ lại, thế là thành ra là tiền trong nhà là cứ thế là đi dần. Còn mình tính ra thì mình tưởng là được nhiều lãi, nhưng thực tế thì không phải như thế. Và thực sự đó nó chính là những cái nỗi đau. Và sau đó thì Trang cũng tự làm những cái dòng sản phẩm từ thiên nhiên để mình bán ra, thì thực sự là cái lợi nhuận nó cũng không đáng là bao. Và đến khi Trang biết đến cơ hội với Siri thì Trang rất là cảm ơn người hướng dẫn của mình đã cho Trang cái thông tin với Siri. Và khi làm việc với Siri thì Trang đã biết thế nào là dòng tiền dương, biết thế nào là kinh doanh mà nó có lợi nhuận thực sự. Và ngoài đó, ngoài cái kinh doanh mà mình có lợi nhuận thực sự ra, thì Trang còn tạo giá trị được cho rất là nhiều người, những người tin yêu đi theo mình. Đồng thời đó thì mình có được những cái mối quan hệ rất là tuyệt vời ạ. Đó chính là những người bạn ở trong hệ thống S69. Và Trang còn hệ thống của mình còn thậm chí là còn mở rộng ra cả nước ngoài nữa. Và mình không nghĩ rằng là có một ngày nào đó mình lại có thể kinh doanh được với mình ở Việt Nam mà mình lại có thể kinh doanh ra được nước ngoài. Thực sự là cái giá trị của Siri mang lại cho Trang rất là nhiều ạ. Và nó có một cái gọi là
một cái gì đó nó rất là vô hình mà làm Trang càng ngày càng yêu say đắm series, và cảm ơn hệ thống S69 rất là nhiều ạ. Cảm ơn thủ lĩnh Lê Thị Thương đã cho Trang chia sẻ ạ. Cảm ơn chia sẻ của Trân Thị Huyền Trang. Nghe câu chuyện của Trang nó cũng giống câu chuyện của Thương ngày trước. Thương cũng đi làm công ăn lương và thích kinh doanh. Thương nhớ rằng ngày đó Thương kinh doanh mỹ phẩm thì hệ thống của Thương, nếu mà so với những người kinh doanh mỹ phẩm anh em truyền thống, hệ thống mà kiểu truyền thống là họ cũng rất là áo ước. Hàng đi tấp nập, hàng đi và hàng về rất là tấp nập, nhưng mà thực tế Thương làm gần 2 năm thực tế Thương không có tiền, mà mình phải gọi là công nhân cho hệ thống chứ không phải là chủ hệ thống. Bởi vì là đêm khuya ở nhà Thương cách đường một khoảng hơn một cây, và ngày đó thì chưa có xe hơi. Những cái thùng hàng nó phải gọi là nó to khổng lồ, hai vợ chồng khuya khoảng thậm chí là 11 giờ đêm, 12 giờ đêm trời rất là rét thì đều phải là lên ở chỗ đường quốc lộ 1A để lấy hàng về. Có những cái bác tài họ rất là phải gọi là không hiểu vì sao mà họ lại là làm khó mình như thế. Tức là họ hẹn bảo là 11 rưỡi là đến đó lên đường để lấy hàng, mình cắm thời gian mình lên trường một chút. Mình chờ mãi gọi điện thì bảo là tí nữa. Thế chờ mãi chờ cả tiếng, xong họ trả lời là anh xin lỗi là anh vào đến đèo ngang rồi, kiểu như thế. Và rất nhiều lần mà cái việc là mình rất là vất vả, gần như là mình làm mọi quy trình từ cái việc là hệ thống cũng thế. Tức là bây giờ chúng ta có hệ thống S69 là công thức thành công chắc chắn, nó là có bài rồi, nó là có đường mòn đã đi, chúng ta chỉ cần đi theo và mô phỏng lại cái hệ thống, mô phỏng lại người thành công. Còn gần như là lúc nãy anh Việt chia sẻ thì ngày xưa Thương cũng có đào tạo, nhưng mà cơ bản là vẫn là may mò. Hệ thống thì không có quản lý mà gọi là chặt chẽ như chúng ta, là gọi là bằng chứng minh nhân dân, bằng luật tôn vinh, rồi bằng gọi là quy định của công ty rõ ràng chặt chẽ bằng cái luật như thế đâu. Mà tức là nó tư vấn viên gọi là đại lý và công tác viên của mình thì người ta tức là kiểm vi cái tình trạng mà gọi là bán hàng và phá giá rất là nhiều. Ví dụ như mình chiết khấu khoảng 50% là hết cỡ rồi, nhưng mà ở những cái hệ thống lớn thì người ta sẵn sàng người ta đổ chiết khấu 60% thì người ta hốt danh hiệu, hốt giải thưởng. Cho nên là mình thì không có đo được với họ, cho nên là chỉ có những người mà gọi là họ trung thành với mình, họ yêu mến mình, họ gắn bó với mình thì họ mới ở lại. Chứ còn nếu mà nói về tiền, về lợi nhuận thì người ta nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia. Và mình tìm được một người nhưng mà nó rất là lỏng lẻo, và cũng không có cái sơ đồ trả thưởng mà nó gọi là nó chuẩn và nó thông minh như thế này đâu. Cứ tưởng tượng là cái người thấp nhất được nhận được là 30%, cái người cao nhất mà giống như Thương trong hệ thống của Thương ấy, thực tình trong hệ thống của Thương là 50% chẳng hạn, thì như vậy chênh lệch 20%. Thì bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng là Siberia, chúng ta sẽ có là cả hâm mấy đời đúng không, hâm mấy tầng chẳng hạn. Thì thế thì nếu mà kinh doanh làm mỹ phẩm như Thương mà cứ tưởng tượng là qua 20, cứ có như một tầng nó cách nhau 1% đi, thì qua 20 tầng nữa thì lấy cái gì để chúng ta trả, và mọi cái chi phí về vận chuyển rồi ôm hàng các thứ. Thương đã nhìn thấy cái sự gọi là bất ổn ngay từ cái khi mà Thương đang kinh doanh. Thương đã thấy nhìn thấy cái sự bất ổn khi hệ thống của mình nó lớn lên rồi không phải là mình đi qua rồi mà mình quay lại mình nói những cái lời mà nó không gọi là không có đẹp về cái công việc cũ của mình. Đó là một công việc mà trở nên Thương rất là yêu, Thương làm một cái gì Thương rất là tâm huyết, làm cái gì là mình dùng cái trái tim của mình để mình làm ấy, chứ không phải là làm hơi hợt. Nhưng mà mình nhìn thấy cái sự không bất ổn, mình nhìn thấy những cái sự mà gọi là nếu mà mình phát triển nữa, coi như doanh số của mình 500 triệu, 600 triệu, 800 triệu chẳng hạn, thì nó như thế, nhưng bây giờ thêm một số không nữa đi, thì bây giờ sức của mình lấy đâu ra để mình cứ phải gọi là làm công nhân cho hệ thống như thế, làm nô lệ cho hệ thống như thế. Cho nên khi vào Siberia Thương thấy là thực sự là nhàn hạ ở chỗ là gì. Ví dụ như tháng vừa rồi Thương nhớ là bản thân Thương á, là Thương cũng là người được cách ly Covid khá là kỹ. Cái lần Covid đầu tiên ấy là Thương cách ly đúng một tháng. Thương đi Đà Nẵng về lần đầu tiên thì về cách ly 14 ngày. Cách ly 14 ngày xong thì về ngoài một ngày, thì vừa có cái lệnh là cách ly xã hội, thế là về nhà cách ly 14 ngày nữa. Như vậy cái lần đó là cách ly một tháng. Mà công việc hệ thống phát triển bình thường, nếu mà không biết, không nói ra thì không ai biết là Thương đang cách ly xã hội, cách ly Covid đâu. Về nửa lần thứ hai
là lần đợt Covid lần hai thì lại tiếp tục hai đứa con thương lại là hay vào Đà Nẵng chơi và về cách ly tiếp tục lại cách ly 14 ngày ở nhà cùng với con. Ngoài cổng của nhà thương con có luôn một cái bảng viết là gì: gia đình có người đi từ vùng dịch về đề nghị ba con không lại gần đó, và thương chồng và hai đứa con là cách ly 14 ngày. Người ta cứ tưởng tượng là nếu người ta cái truyền thống thì 14 ngày như thế thì cực kỳ ảnh hưởng, không cực kỳ ảnh hưởng luôn. Nhưng mà đấy không có sao hết, thương ở nhà thường làm online hoàn toàn nhờ cái đòn bẩy tuyệt vời như thế này, cho nên là hệ thống vẫn phát triển, vẫn tăng trưởng và vẫn có những cái danh hiệu rất là tuyệt vời luôn. Rồi nữa là gì, ví dụ như đợt vừa rồi là miền Trung lụt lụt, cứ tưởng thường là nhà của thương ấy, là nước là cái vùng của thương là cái vùng mà gọi là nếu mà nhà thương ngập thì Hà Tĩnh không còn gì nữa đâu đó. Chỗ của thương là gần như không bao giờ bị lụt cả, chỉ có điều là nước nó chạy không kịp cho nên nhà của thương là còn tí thế này nữa là nước vào nhà, sau đó là chồng thương phải phá bớt hàng rào để nước nó thấu và nó chạy đi để cho cái dòng nước nó chảy đi, cho nên cuối cùng nó không vào nhà. Nhưng mà cứ tưởng tượng là cái thời gian dài như thế chỉ có ở trong nhà thôi, chỉ có ở trong nhà hoạt động, thậm chí là mất điện, đợt đó là mất điện rất là nhiều lần. Nếu mà chúng ta thử coi là cái truyền thống chạy ngược như thế nào trong xung quanh ấy, thì đó, dân Hà Tĩnh rồi Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, cả cái vùng này là bị lụt lụt như thế, nhưng mà là hệ thống vẫn phát triển, vẫn rất là nhiều danh hiệu mới, bởi vì chúng ta có công cụ kinh doanh toàn cầu, chúng ta tư vấn với chúng ta là ở khắp nơi. Hệ thống của thương là ngay từ khi thương vào làm CBD thương đã định hình là gì, thương có một cái câu mà những cái tư vấn viên đời đâu của thương họ sẽ biết, đó là gì, khi thương vào làm CBD thương dùng cho thương ấy, thương nói một câu vì thương thích món từ mạnh, cho thương đã nói là lục tung cả Việt Nam lên để tìm tư vấn viên. Ngay từ đầu thương vào làm CBD là thương đã có một cái ngôn từ dùng cho chính mình là lục tung cả Việt Nam lên để tìm tư vấn viên, cho nên hệ thống của thương từ thương trở xuống là tất cả là đúng là cả Việt Nam luôn đó, và không những là ở Việt Nam mà bây giờ còn ở Nga, ở Cộng hòa Séc, cho nên là cái ý nghĩa của cái việc chúng ta có được cái công cụ mà gọi là có cái đòn bẩy kinh doanh, chúng ta an lạc, chúng ta nhàn vô cùng và rủi ro là bằng không. À, bây giờ xin mời một cái chia sẻ, xin mời hai chia sẻ mà lúc nãy nhắc đến Cộng hòa Séc và Cộng hòa được những cái con người mà họ gọi là cơ hội mua một cuộc kinh doanh toàn cầu như thế này, nó là dịch bệnh Covid đã tràn lan ở các đất nước ở bên kia. À, xin mời tư vấn viên cao cấp Nguyễn Ngọc. Rồi, thì bây giờ Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Ngọc ai chia sẻ trước? Nguyễn Thị Hồng cho em chia sẻ trước ạ. Rồi, xin mời Nguyễn Thị Hồng. Xin chào thủ lĩnh cao cấp và chào tất cả những anh chị em trên Zoom. Tất cả chắc những anh chị em ở trên Zoom chắc cũng biết rất nhiều về Hồng rồi, nhưng mà hôm nay là đồng vào cái nói đến đúng là cái nỗi đau của Hồng. Bây giờ Hồng đã bị ảnh hưởng Covid hai lần. Lần thứ nhất là vào tháng 4. Vào tháng 4 thì cũng là vừa Hồng ở nhà luôn, thì cơ hội là có chị dấu của Hồng, đó là chị Phan Thị Thủy, đó là tạo cơ hội vì CBD cho Hồng. Bởi vì biết Hồng là một dược sĩ cho nên là chị đã được người bạn ở Việt Nam chia sẻ, đó là một dòng sản phẩm tuyệt vời và giá thành thì hợp lý. Và Hồng lúc đấy là chỉ biết nói với chị là chị ơi gửi tài liệu đấy cho em xem và có những cái buổi Zoom nào là cho em vào xem liền. Và Hồng quyết định ngay và luôn. Hồng không phải là, Hồng cũng là một người cùng máu kinh doanh, bởi vì là Hồng trước đây cũng đã kinh doanh với các cái tập đoàn như của Mỹ và của Đức ấy, là những cái dòng sản phẩm là cao cấp và giá thành chỉ hợp cho những gọi là quý tộc đấy, chứ còn người nghèo hay là chỉ dùng được một lần hai lần, thậm chí mình dùng cho bản thân mình chỉ mua được một lò thôi, chứ không được, không có là có tiền để trong một cái tháng này mà mình mua được một cái sản phẩm là khoảng được khoảng 10 hay là 15 sản phẩm về dùng cho tất cả gia đình, từ ông bà, từ bố mẹ đến con cái đấy. Thế là chị chia sẻ cơ hội cho Hồng và Hồng nắm bắt luôn. Và Hồng cảm thấy là đến với Sibri rất chính là tuyệt vời ở đấy, đó là một dòng sản phẩm tốt và giá thành hợp lý. Và cái thứ hai nữa là trong cái mùa dịch thế này, còn Hồng ở nhà đóng cửa thì kinh doanh Hồng cũng là mở một tiệm spa riêng cho chính mình. Và thời Covid thì đóng cửa, tuy đóng cửa nhưng mà tiền chỗ vẫn phải đóng đấy, chứ không phải là mình đóng cửa là mình không phải trả tiền chỗ đấy. Đó là một cái mà
kinh doanh truyền thống đó mang lại cho Như Hồng là không đi làm cũng phải có tiền. Từ tiền ăn thì không nói, tiền nhà, rồi là tiền tiền cửa hàng đều phải trả hết. Nhưng mà đến khi được với Siberi không thấy là kinh doanh không mở rộng được rất nhiều thị trường. Nhưng Nga, Việt Nam sang Ukraine, đó, không đã mở rộng được sang thị trường Italia. Đấy, khi là mình ngồi ở nhà một chỗ mà mình vẫn mở rộng được thị trường, trong lúc đó mình không phải chi phí gì là tiền chỗ hay là tiền công thờ ở dưới cho họ làm cả. Đó, đó là một cái tuyệt vời mà Siberi mang lại. Và một cái nữa đó là cái sản phẩm nó hợp với túi tiền, cho nên là chỉ 2 triệu 6 là ở Việt Nam. Đấy, một tháng mình lưu đồng, còn ở bên Séc như Như Hồng thì tất nhiên vào mỗi thị trường thì có một cái giá nó khác nhau. Đấy, thì bên Như Hồng là 3 triệu, một tháng lưu đồng 100 điểm. Đấy, thì Hồng thấy nó 3 triệu thì nó đơn giản mà. Đến đi, đấy, ví dụ mình mà bỏ ra 50 triệu hay là 100 triệu một tháng, thì mình trong cái lúc mua dịch này mình đóng cửa tiệm thì mình cũng phải có tiền chỗ, phải đóng tiền chỗ. Đó, đó là một cái công cụ rất tuyệt vời. Không mong ở đây anh chị em nào mà ở Việt Nam đang tìm hiểu á, thì anh chị em nhanh chóng tìm hiểu cơ hội Siberi. Bởi vì ở Việt Nam rất là thuận lợi. Cái thứ nhất là giờ rất hợp với hệ thống F69 đào tạo. Cái thứ hai nữa là sản phẩm thì vào thị trường Việt Nam mình là rất là phù hợp với người Việt Nam mình rồi. Đấy, cho nên anh em hãy nhanh chóng tìm hiểu ngay và luôn đi. Cơ hội đến là đến một lần thôi, chứ không có đến lần thứ hai đối với mình. Nếu mà mình đến lần thứ hai thì chắc chắn người khác sẽ nắm lấy cái cơ hội đấy. Đó, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn chia sẻ của Nguyễn Thị Hồng từ một nơi rất xa xôi và ảnh hưởng cực kỳ của dịch bệnh. Xin mời chia sẻ tiếp theo. Tôi Nguyễn Thị Ngọc. Tôi. Rồi, xin mời chị Ngọc. Lúc này chị Ngọc đang chưa nghe chia sẻ chị Ngọc được cái đạn. Thông biệt là hôm nay chúng ta rất là nhiều người muốn chia sẻ và chúng ta sẽ có cơ hội chia sẻ lần lượt. Xin mời chị. Chị Ngọc mở mic đi ạ. Xin chào thủ lĩnh xinh đẹp, chào tất cả các cô, các chú, các anh chị trên. Tại sao lại mọi người có nghe thấy không ạ? Tự nhiên cứ bị tắt, tự tắt đấy. Chào thủ lĩnh xinh đẹp, chào tất cả các cô, các chú, anh chị trên Zoom. Nói đến chia sẻ về nỗi đau của kinh doanh truyền thống thì tất cả những chị em, những người xa quê hương là có những nỗi đau chắc chắn là đau hơn những người ở Việt Nam. Bởi vì chị em ở bên này ấy, là tất cả những người kinh doanh bên nước ngoài hiện nay là đang phải đến 90% là lỗ. Thứ nhất là tiền thuê nhà, tiền giấy tờ, tiền thuế, tiền chỗ nó đắt hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Mình phải bỏ vốn, mình phải thuê nhân viên, mình phải đóng thuế. Như những tháng Covid là bọn chị hiện tại là gần như là 90% là đang lỗ rất là nhiều. Lỗ nặng luôn. Mà ví dụ như là trước đây bọn chị kinh doanh thì vào mùa mình phải bỏ vốn ra rất là nhiều, mà mình đi lấy hàng mà hàng không chuẩn, hàng không đúng mốt thời đại thì mình lại bị lỗi vốn, và cái hàng đấy đến sang năm thì bán rẻ, hoặc là cho có những hàng cho người ta không lấy mà bán rẻ. Mình nguyên những cái lỗi vốn là mình đã mất nhiều rồi, còn chưa kể là thời Covid thì kinh doanh lỗ nhiều lắm. Bây giờ tất cả anh chị em cộng đồng người Việt ở Nga nói chung và người các nước nói riêng thì đều là đang rất là lỗ, rất là đang khó làm ăn. Nhưng mà khi mà ví dụ như là ở bên Nga, còn mình đã đi tìm những cái, mình đã rất là muốn tìm những cái công việc khác lâu rồi, nhưng mà mình không tìm được cái công việc nào để cho nó đúng hợp với mình. Mình đã cả làm cả online, nhưng mà online thì
cũng phải ôm hàng rồi gửi hàng về Việt Nam, rồi thì đọng vốn, rồi thì hàng online bây giờ là thi nhau bán rẻ. Và một cái khó nhất nữa là có hàng nhái của tàu vào rất là nhiều, nên nó ảnh hưởng rất là khó làm. Mình đã làm hàng online một năm nhưng mà rất là khó làm, nên là mình được người dẫn đường chỉ cho mình cái kinh doanh CBD này. Mình thấy nó rất là an lạc mà nó rất là thông minh, nên là nếu như mà ai đang tìm hiểu thì nhanh tìm hiểu sớm và ra quyết định sớm. Tại vì không có một cái trường hợp, cái môi trường kinh doanh nào mà hệ thống đào tạo rất là hệ thống đào tạo cho mình đi từng bước một, xong rồi vốn không phải bỏ ra, mà không phải thuê mặt bằng, không phải bỏ vốn, không phải lo gì giấy tờ thuế má, mà sản phẩm thì rất là tốt. Bao nhiêu con nghìn người đã làm và đã thành công, thì mọi người mới vào nếu mà muốn đi nhanh thì cứ nhìn những người đi trước, người ta đang thành công đấy. Bao nhiêu người thành công như vậy thì mình chắc chắn mình dù có đi nhanh hay đi chậm, mình cứ đi là sẽ đến. Nên là mọi người cứ đi sẽ đến, chứ đừng bây giờ đi kinh doanh truyền thống khó lắm, kinh doanh online lại càng khó hơn. Nên là mình mong, mình rất là cảm ơn người dẫn đường của mình. Mình cảm ơn hệ thống S69 và hệ thống S68, và cảm ơn nước Nga rất là nhiều, và cảm ơn tầng 1 của mình. Tất cả những anh chị em tầng 1 của mình đang rất là cố gắng để học hỏi theo hệ thống để phát triển kinh doanh. Tại vì là bọn mình ở bên này thì cũng đang rất là nhiều anh chị em đang kinh doanh, đang lỗ rất là nhiều. Và mình đã đi vào được con đường này là mình thấy rất là an lạc, rất là vui rồi. Mình sẽ từ nay đến hết năm mình sẽ đốt con thuyền mà mình đã đi làm theo nó mấy chục năm, nhưng mà mình đã quyết định cuối năm nay mình đốt thuyền để đi theo hệ thống S69 và đi theo CBD hết quãng đời còn lại. Dù được nhiều hay được ít, mình sẽ cố gắng hết mình. Cảm ơn thủ lĩnh, cảm ơn mọi người rất là nhiều, và cảm ơn tầng 1 của mình, tất cả anh chị em tầng 1 của mình rất là nhiều. Rất là mạnh mẹ, chia sẻ rất tuyệt vời. Và chị ơi, chị ơi cho em hỏi cái này xíu. Xin mời bạn một tí nữa, bạn vẫn biết hỏi nhé. Rồi, để có một cái quyết định như ngày hôm nay thì cách đây không lâu là chị Ngọc bắt đầu làm từ tháng 2, tháng 3, đó là tháng 4, chị làm từ tháng 5 là chị Ngọc bắt đầu làm. Và lúc đầu là chị Ngọc không có dám là công khai, bởi vì là sợ bị phản đối. Bản thân chị Ngọc là sống ở vùng đất nước Nga, sống ở vùng đất chị Ngọc đã từng đến Siberia, sống ở vùng gọi là vùng đất mà gọi là quê cha đất tổ của Siberia, mà vẫn còn bị phản đối, thì huống gì chúng ta ở Việt Nam, chúng ta không bị phản đối, chúng ta bị phản đối là chuyện bình thường. Với Siberia, với kinh nghiệm theo mà nếu chúng ta làm và chúng ta cái việc mà rồi thương biết rồi, thương sẽ dành chị Ngọc một lúc thời gian sau chị Ngọc chia sẻ nhé. Đó, thì ở đây cái việc mà nhiều anh chị em thắc mắc cái việc là phản đối ấy, thì với thương quan điểm là nếu chúng ta mà vào và chúng ta làm không có phản đối ấy, là cái điều rất là hiếm, đó là điều bất thường. Còn nếu mà chúng ta làm gặp phản đối và gặp nhiều phản đối, đó là chuyện bình thường. Đó, quan trọng là do cách nhìn của chúng ta, cách vượt qua, cách phản ứng, cách xử lý của chúng ta nó như thế nào. Và thương chia sẻ một chút về cái môi trường, cái điều mà nó khác biệt. Khi chúng ta vào kinh doanh thì đa số mọi người là vào là tìm một công cụ để kiếm tiền. Chúng ta cơ bản là mọi người tìm một công cụ để kiếm tiền để thay đổi cuộc sống. Nhưng mà khi chúng ta vào môi trường rồi thì gần như song hành với việc là chúng ta kiếm tiền, dĩ nhiên là chúng ta kinh doanh là chúng ta có tiền rồi, thì cái môi trường chúng ta làm việc, cái môi trường chúng ta gọi là sống trong môi trường tốt là phúc đức cả đời. Bản thân thương vừa rồi thương phải đi đào tạo, nhà đào tạo, và thương có cơ hội được ở với những chị đó là thủ lĩnh thương và thủ lĩnh Kim Liên, với một số chị em khác. Thì mấy chị em tôi có người chia sẻ như này, tức là nếu mà một cái môi trường khác ấy, thì gần như là rất là nhiều cái môi trường là gì, chị em tùng nhau để nói xấu. Đa phần kể cả mà cái môi trường truyền thống thì chắc là của các anh chị em đang đi làm, thì rất là nhiều môi trường mà chúng ta có việc có dịp chúng ta tùng nhau là chúng ta sẽ nhìn như chúng ta đánh bài này, là chúng ta nói xấu này. Đó, nhưng mà cái mấy ngày chị em thường ở với nhau thì
chỉ có kể về nhóm về những cái điều hạnh phúc, những cái điều tuyệt vời của mình, những cái giá trị, những cái kinh nghiệm của mình để kể cho nhau và những câu chuyện của mình, chứ không hề có cái việc mà tùng nhau để nói xấu. Rồi nữa là gì, là nếu mà một cái môi trường mà không có tinh khiết như Siberia thì cái việc mà chúng ta có 3 ngày 2 đêm và 3 ngày ở với nhau, đúng không? Trước đây thì rõ ràng là nếu mà chưa làm Siberia thì chúng ta ôm một đứa con trai, ôm một người đàn ông sẽ rất là ngượng ngùng, và thậm chí là có những ý đồ, một người đàn ông ôm một người phụ nữ thì có những cái ý đồ, có những cái ý nghĩa nó cũng có trong sáng, đúng không? Còn bây giờ chúng ta gọi là môi trường vô tư trao giá trị, yêu hết mình và cho đi hết mình. Thật sự mà thương nhìn thấy là chúng ta giống như là bạn bè của nhau hết, và thật sự là vô tư, rất là tinh khiết, rất tinh sạch luôn. Mấy chị em có chia sẻ với nhau là cái môi trường nó tuyệt vời đến mức mà chúng ta không hề có cái ý nghĩ luôn, không hề có ý nghĩ luôn, và vào đây là hoàn toàn là chúng ta vui chơi, chúng ta học hỏi, chúng ta trao giá trị, chứ không hề có cái chuyện gọi là trai gái giống như những cái môi trường khác. Đó là một cái điều mà thương thực sự vui, thực sự hạnh phúc và thấy an toàn, vì bản thân thương rất là ngại, thậm chí rất là ngán những cái môi trường mà mình cứ phải đề phòng, cứ phải dè chừng. Còn ở đây thì mình được thỏa sức, mình cống hiến, mình trải nghiệm mà không có lo bất kỳ một cái gọi là một sự đề phòng nào cả. Và kể cả cái người, những gia đình mà chúng ta có chồng có vợ, mà nếu cả vợ cả chồng tham gia thì quá tuyệt vời, nhưng nếu vợ chồng mà chỉ có một người tham gia thì chắc chắn là người chồng và người vợ của mình ở nhà rất là yên tâm, vì chỉ cần họ đi đây một lần, họ tham gia một lần, họ đã biết môi trường, và lần thứ hai vợ và chồng tham gia cái môi trường này thật sự yên tâm. Bản thân thương, chồng của thương không bao giờ gọi là có một cái suy nghĩ hay một cái ghen tuông hay một cái gì mà gọi là nó không có trong sáng khi cái việc mà thương đi lại như thế đó, thương đi tham gia đi camp hay là đi đi đổi nhóm hay là đi đào tạo, thì lần nào cũng thế, rất là vui vẻ, và đó là một cái điều mà thực thể rất là giá trị, mà gần như thương tin chắc rằng là không có môi trường nào có được, chỉ là một môi trường phúc đức. Rồi xin mời chia sẻ tiếp theo, thương thể lúc này có một dạ chị ơi. Dạ, tư vấn viên em. Em xin hỏi cả nhà mình, tại vì hôm nay là nghe được nhiều người là chia sẻ là có nhiều anh chị là tuyển dụng ở nhiều nơi xa đó. Nhưng mà em có một ứng viên của em là hiện tại giờ là đang ở bên nước Mỹ, nhưng mà mình muốn làm thủ tục thì để cho người đó làm tư vấn viên của mình thì mình phải làm thủ tục sao chị ha? Cái vấn đề này thì em hãy liên hệ với người hướng dẫn của mình. Người hướng dẫn không, của mình tại vì cái người hướng dẫn của em là cũng chưa làm nên chị chưa biết á. Vậy là cái chủ đề này thì nó cũng không có hợp với cái chủ đề của chúng ta hôm nay, nhưng mà sẵn bạn đã hỏi, và cũng có thể đây là câu hỏi điển hình của nhiều tư vấn viên, tức là họ không có biết mở thị trường nước ngoài như thế nào. Thì ai đã có kinh nghiệm về việc mà chúng ta mở thị trường ở Mỹ thì xin 1 phút chia sẻ để hỗ trợ cho bạn Phương Thảo. Ai có kinh nghiệm? Rồi, Hóa Trình. Xin mời Hóa Trình. Vâng ạ. Xin chào tất cả mọi người trên Zoom. Em xin giới thiệu em là họ tên là Trình Thị Hóa, đến từ thị trường Nghệ An. Chứ cái vận là em xin được trả lời câu hỏi của chị, chị đó em không biết tên. Là từ cái người đó, tức là từ người tư vấn viên đó có thể là vào cái trang web mà vào để tự đăng ký cho mình. Nhưng mà với cái điều kiện đó là bắt buộc cái người ở bên Mỹ đó phải có giấy tờ đầy đủ. Giấy tờ tùy thân, thẻ xanh, thẻ đỏ đầy đủ á. Thì khi mà có thẻ rồi á thì tự vào đăng ký, tự vào cái trang của mình, vào đất nước của Mỹ, hắn có một dọc từ trên xuống là gồm Úc, Mỹ, rồi là New Zealand, các nước đó, thì vào ở đó nhận vào cái dòng của cả đất nước Mỹ, và từ đăng ký cho mình thì ở bên công ty sẽ cấp cho mình một cái mã số của nước ngoài đó chị. Là dạ rồi. Cảm ơn chia sẻ của bạn Hóa Trình. Nguyễn Thị Phương Thảo hãy liên hệ với người hướng dẫn của mình. Người hướng dẫn của bạn sẽ có trách nhiệm. Nếu bạn ấy chưa biết thì bạn sẽ hỏi ở trong có thể là hỏi trong Dream Team, hỏi lên nữa để mà bạn có được kiến thức về cái việc là mở
mã số cho người bảo trợ người Việt Nam ở nước ngoài. Rồi Phương Thảo nhé. Cảm ơn cả nhà. Dạ. Lúc này Thương thấy có một tư vấn viên rất là tha thiết nhắn tin cho Thương là xin được chia sẻ. Thương tin chắc rằng đây là một cái câu chuyện mà gọi là truyền cảm hứng để nhiều người chúng ta mong muốn được nghe chia sẻ. Xin mời Kiều Tuyên. Em là chị Thương, cảm ơn thủ lĩnh cao cấp và tất cả các thủ lĩnh có mặt trên Zoom ạ. 935 thủ lĩnh ạ. Những con tàu vàng và là thủ lĩnh quốc tế tương lai. Kiều Tuyên nói to lên một tiếng. Hơi nhỏ chị ơi. Anh nghe được chưa ạ? Rồi, nghe được rồi. Mấy hôm đi đích tên và mấy hôm đi đào tạo nhà đào tạo về nên là giọng em nó chưa được khỏe lại. Em hạnh phúc đến bây giờ luôn. Những cái dư âm ấy, những cái nói chung là trong trong tư tưởng của em vẫn còn đang đang còn cái hình ảnh trong cái ngày đào tạo nhà đào tạo đó. Vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn đang nồng nàn quá. Vậy em xin chia sẻ một chút về công việc em đang hạnh phúc về Siberi. Em giới thiệu em là Hoàng Kiều Tuyên, em ở thị trường Tuyên Quang, hiện nay đang là thủ lĩnh của tập đoàn Siberi. Em cái cơ duyên của em biết đến Siberi ấy là được anh Phạm Duy giới thiệu đó. Thì trước khi em đến với Siberi là em đã từng kinh doanh online, có kinh doanh truyền thống và em cảm thấy mình như là bán cái sức khỏe của mình đi để kiếm tiền nhá, nên cứ khao khát. Thế là em đến học lớp học phát triển bản thân của công app Pro, thì em có quen các bạn là chia sẻ cho em cái công việc là bán kinh doanh online á, bán mạng yến ấy. Thì em có làm được có 6 tháng thôi và cũng rất là may mắn với em là em cũng chưa đi sâu vào quá, em cũng chưa bỏ tiền ra ôm hàng nhiều, em cũng chỉ có mấy chục triệu để em bỏ vốn thôi, chứ cũng suýt nữa đi vay để ôm một lỗ hàng để lên nhà phân phối rồi đấy ạ. Cũng may mắn và rất là biết ơn hệ thống, biết ơn người dẫn đường của em chia sẻ cho em cơ hội này để em như kiểu là vị cứu tinh của em ấy, vị cứu tinh cuộc đời của em ấy. Và đến bây giờ em chưa có một giây phút nào là em chưa thể hiện, chưa nói đến cái lời tri ân, chưa bao giờ quên ạ. Khi nào cũng tri ân người dẫn đường của em và hạnh phúc từng giây từng phút một khi mình có một cái công việc gọi là một cái cơ hội mà có 102, thực sự là như vậy. Em chưa thấy một cái công việc nào tuyệt vời như thế và một sống trong một môi trường S69, nhất lại là trong cái môi trường mà trong một tuần có một buổi học mà về trong cái nhóm Dream Team nhá, Zoom Dream Team ạ, rất là tuyệt vời. Nên là chúng ta hãy hành động mạnh mẽ lên, quyết liệt lên để được nhanh lên tư vấn viên trưởng. Những ai mà đang là tư vấn viên mới ạ, thì chúng ta hãy hành động quyết liệt để nhanh chóng để vào hệ thống Dream Team mới, chính thức là trường chuyên lớp chọn, bắt đầu mới học được những cái giá trị nhất, giá trị hơn nhiều so với những zoom nhỏ nhỏ ấy ạ. Mẹ em vô cùng hạnh phúc mà chưa có một hôm nào em bỏ buổi zoom nào hết đó. Cái cơ hội của em, biết em nghĩ là mình cũng đã tu tích từ rất là lâu rồi, thì em mới được đón nhận cái cơ hội này. Thì nếu không bằng giờ này, không biết em vất vả đến như thế nào. Ngày trước kia em là một cô gái rất là vất vả, em đã bươn trải qua rất là nhiều những cái khó khăn nhất là mà em hình dung không nổi nữa. Bây giờ nhìn lại em thấy thật là giờ là mình nghĩ là mình phải hiểu khách hàng, nhưng mà thật là mạnh mẽ, em thấy thật là mạnh mẽ. Và bây giờ em thế nên em đón nhận cơ hội này, em mới quyết liệt, em mới hành động mạnh mẽ và em bảo không được, đây là một cơ hội tốt, phải đi chia sẻ nhanh chóng, phải làm nhanh chóng để mình chia sẻ cho bao nhiêu người mà đang vất vả như mình ngày xưa kia và đang kinh doanh online mà phải bỏ vốn kia. Toàn là em nói thật ạ, nếu như còn anh chị nào mà đang kinh doanh online thì đừng tự ái em nhé. Kinh doanh online ấy, toàn dạy sống ảo thôi ạ, thật lòng là như thế ạ. Trước ngày đăng bài mà đăng tiền với lại đăng bài hàng đi hàng về, nhưng thực tế là ngày hôm đấy là bán được rất ít, nhưng mà mình cứ đăng hàng đi hàng về đó. Nhưng đối với Siberi thì chân thành đến từng chân tơ kẽ tóc, không phải giấu giếm hay là không phải nói dối hay không phải tâng bốc bất cứ một điều gì. Đó là một cái điều mà em cảm thấy thật sự là cháy hết mình và sống hết lòng luôn ấy, mà không có một cái gì mà phải giấu giếm bất cứ một điều gì. Đó là điều hạnh phúc nhất. Và đến với Siberi em còn mang lại những cái giá trị về em đã học phát triển bản thân, nhưng
những cái lớp phát triển bản thân có những điều còn chưa được học sâu sắc như ở F69. Chính vì vậy mà em cảm thấy hạnh phúc vô cùng vô bờ bến. Và một điều nữa là em báo hiếu được bố mẹ em, báo hiếu được cả bên bố mẹ chồng em và bố mẹ đẻ, cả gia đình em nữa. Bây giờ đã 9 tháng qua, em tham gia đã 9 tháng qua mà cả gia đình em chưa hề uống một viên thuốc tây nào nữa. Như mẹ em ngày trước ấy, bị bệnh tim thì mẹ em đi cấp cứu và nhiều lần đi cấp cứu và nhịp tim của mẹ em có những lúc xuống đến 30, phải đi Hà Nội, mà từ nhà em đi Hà Nội là 200 cây cơ. Đi cấp cứu thì mình rất là lo vì một mình với mẹ chỉ chạy trọt như thế, hai mẹ con. Và từ khi em dùng sản phẩm CBD và em để mẹ em trải nghiệm ấy, đến thứ ngày 12 thôi mà mẹ em cảm nhận được cái sản phẩm nó quá là tuyệt vời, quá là giá trị. Nên là bây giờ em bảo, thế mẹ có uống thuốc tây nữa? Bảo không, dạy gì mà uống thuốc tây nữa. Bởi vì là cái lúc mà lúc Covid ấy, là mẹ em bác sĩ gọi là đang cách ly ạ, không đi khám được ạ. Thế nên mẹ em mới dùng sản phẩm đấy, nếu không thì ngày trước chỉ tin bác sĩ thôi, sợ lắm. Nên là chỉ bảo không, mẹ không uống cái gì đâu, mẹ chỉ tin bác sĩ thôi. Nhưng mà bảo, mẹ cách ly 2 tháng bây giờ mẹ không có thuốc uống thì làm sao đây. Thế mẹ em mới mạnh dạn mẹ em dùng sản phẩm. Thì đến ngày hôm nay thì mẹ em quá là có một sức khỏe tuyệt hảo rồi. Đó là một cái điều mà em vô cùng hạnh phúc vì mình báo hiếu với bố mẹ mình. Đó nên em cảm ơn, rất là cảm ơn người hệ thống dẫn đường, bác Phạm Ngũ Minh, anh Trương Huy Cường và tất cả những thủy thủ lĩnh dẫn đường của em. Và em là từng tầng thứ mười mấy của anh Trương Huy Cường rồi. Nhưng mà luôn luôn mang ơn, luôn biết ơn các người dẫn đường của em, biết ơn hệ thống, biết ơn ông bà chủ tịch và biết ơn tất cả hệ thống, cả hệ thống của em từ em trở xuống nữa. Biết ơn vô cùng ạ. Em xin cảm ơn. Hai, cảm ơn chia sẻ rất là tình cảm, rất là chân thành của Kiều Tiên. Kiều Tiên là một trong những thủ lĩnh mà có tốc độ phát triển rất là nhanh. Và rất là may mắn cho Kiều Tiên là hôm trước thì trong cái đào tạo nhau tạo tôi thấy là rất là nhiều người mà để có một cái sự lựa chọn đúng như ngày hôm nay thì họ đã phải thử rất là nhiều lần, họ đã sai rất là nhiều. Tức là họ đã có sự lựa chọn chưa đúng ở các công ty khác. Còn giống như Kiều Tiên, giống như Thương là lần đầu tiên đi theo mạng và chọn một cái là đúng luôn. Bao nhiêu số anh chị em và các bạn thấy là Thương, Kiều Tuyên và rất nhiều trong số chúng ta rất là may mắn rồi còn tất cả. Đấy, cho nên chúng ta hãy trân quý hết cỡ cái cơ hội này nhé. Bao nhiêu người ví dụ là anh Thái trong đội Kiều Tuyên thì trước đây đã làm vision 7 năm nhưng mà chưa thành công. Chưa thành công và anh là nhận ra là cái sự thông minh và cái giá trị sâu sắc của cái nhìn theo màng. Và anh ấy không bao giờ từ bỏ, mà khi anh đến với Siri thì anh yêu vô cùng luôn. Cho nên là anh Thái và nhiều người khác mất 3 năm, mất 2 năm, mất 5 năm, mất 7 năm để rút ra được bài học và ra cùng về với Siri. Thì bây giờ chúng ta chọn một phát, tôi gọi là chọn một phát, chúng ta đúng luôn, có cơ hội chọn đúng luôn. Thì chúng ta hãy phải gọi là trân quý vô cùng cái cơ hội này, đừng có để nó tuột khỏi tay. Vì khi cơ hội nó tuột khỏi tay thì không bao giờ tìm lại được. Với Thương, Siri là duy nhất, là công ty nhìn theo mạng thông minh nhất, duy nhất mà mình hợp tác. Và Thương cũng chia sẻ một chút về cái cảm nhận của mình về cái để cho cái này gọi là bán được mơ cho những anh chị em chưa lên thủ lĩnh này. Mọi người biết là ngày xưa thường là đi giày ấy, ước mơ cực kỳ lớn của Thương là gì? Bản thân thương nói với chồng Thương là cùng của em ấy là chỉ mở mắt khoảng 8 giờ sáng. Có nghĩa là gì? Thương cái dịch vị của Thương nó không có tiệt trước 8 giờ sáng đâu. Ăn sáng mà trước 8 giờ sáng là không ngon miệng và gần như không ăn được. Ví dụ ăn sáng mà 5 rưỡi đến 6 giờ là không có nuốt nổi luôn. Cho nên Thương trong cái tình trạng mình đi giày là luôn luôn nhịn đói. Bởi vì nếu mà ăn thì giống như là mình phải gọi là không có nuốt được. Mà không ăn thì bị đói. Cho nên là nhưng mà Thương đã lựa chọn là nhịn đói rất là nhiều lần rồi. Chỉ có những cái khi mà Thương không có tiết, Thương giảm tiết giữa các tiết gọi là chống tiết ấy, hoặc là cái giờ giải lao ăn vội ăn vàng ở công ty ấy, thì Thương có một ước mơ lớn nữa là ngày xưa thật sự mà nói là đúng là cái gì có trong đầu phải có trên tay. Thương cứ nói với chồng Thương là em muốn có một công việc mà lúc nào thích ăn sáng thì ăn, lúc nào thích ra đường thì ra, trời mưa không cần phải gật chân. Muốn có một công việc mà trời mưa không cần phải đi ra đường, phải gật chân. Vì ngày xưa sức khỏe Thương rất là yếu, cho nên là chỉ cần gật chân một cái là về ốm, chỉ cần gật chân một cái về ốm. Nhưng người thường bảo vệ cơ mà trong việc là bảo vệ đuôi chân. Nhưng vì cái việc là cái gì có trong đầu có trên tay, cho nên là khi Thương lựa chọn Siri và nhìn thấy cái cơ hội này, Thương hành động mạnh mẽ quyết liệt để Thương trả tự do cho mình, để được ăn sáng lúc nào thì ăn, rồi là trời mưa thì không cần phải ra đường gượt chân nữa. Cho nên hơn một năm nay là buổi sáng
Thương đạp chiếc xe đạp của con trai Thương đi chợ mặc quần đùi và đi một cái ra cái chợ gần chỗ Thương và rất là thong thả đi chợ xong về ăn sáng. Buổi sáng thì Dung cùng đội nhóm này rồi đi chờ xong này về ăn sáng này rồi lúc đó là thích nghe nhạc rồi đọc sách các kiểu rồi bắt đầu mình làm việc rồi buổi đến chừng trưa là khoảng tầm 10:30 là Thương xuống là trưa những khi nó quá khẩn cấp chứ con không là Thương để đó Thương xuống nấu cơm Thương tranh thủ là Thương nấu cơm cho con Thương cho nên là ngày xưa là thời Thương còn đi dạy là sơ nhất là cái ngày thứ bảy nào cũng có những khi Thương về đến nhà là 12 giờ trước con cực kỳ tội Thương rất là Thương đúng thật là Thương Thương cảm thấy là mình đi dạy con những người khác mà con mình thật là nhéo nhóc lúc nào các cháu cũng trẻ con mà 12 giờ rồi mẹ mới về nấu cơm là đa là đật và mong ước của mình là làm thế nào để cho con của mình được ăn đúng giờ và được gọi là được quan tâm được chăm sóc thì bây giờ các cháu các con đi học về là gần như trừ khi Thương đi vắng ít khi Thương đi vắng lắm. Con nữa là có mẹ ở nhà, mẹ làm online mà cho nên mẹ ở nhà là mẹ đã sẵn sàng cơm nước rồi. Rồi các con về là không cần phải mở cửa và luôn thấy mẹ ở nhà. Rồi cái sự hiện diện của mình với con ấy, là với gia đình rất là nhiều cho nên các nhìn thấy cái sự hạnh phúc rõ ràng trong mắt của con. Và đúng thật là bây giờ cái mà Thương giàu có nhất trong những cái giàu có khác đó là một trong những cái giàu có khác ngoài giàu có tình yêu thương sức khỏe và các thứ khác thì đó là giàu có về gọi là tỷ phú về thời gian. Thương được công nhận là tỷ phú thời gian. Hiếm có người nào mà độ tuổi lao động 37, 38 tuổi như Thương mà buổi sáng dậy mặc một chiếc quần đùi đạp xe đạp thong dong đi chờ đi ăn sáng làm những điều mình thích. Bao nhiêu số anh chị em và các bạn thích được tự do như Thương ở tất cả được phép nào. Đấy, cho nên chúng ta hãy có cơ hội rồi hãy quyết liệt lên hãy quyết liệt với cái cơ hội, quyết liệt với mục tiêu của mình để chúng ta chỉ cần làm tốt một thứ để chúng ta có mọi thứ. Chúng ta không cần phải nhìn ngang, nhìn ngửa ở đâu cả. Chúng ta chỉ cần nhìn mục tiêu, nhìn thẳng con đường này. Chúng ta chỉ cần làm tốt series, chúng ta sẽ có mọi thứ. Chúng ta hãy đưa tay của mình cho người dẫn đường dắt chúng ta đi. Người dẫn đường chúng ta sẽ dắt chúng ta lên những cái gọi là những cái đỉnh của sự sung sướng. Và chắc chắn là với Siberia, với hệ thống, với sức mạnh của cấp số nhân, với sức mạnh của công nghệ, sức mạnh của đòn bẩy thì không gì là không thể. Và Thương xin mời một chia sẻ cuối cùng của một tư vấn viên lúc nãy giờ. Tôi, được chưa? Thương ưu tiên một anh đàn ông nhé, một anh nam nhé. Rồi, xin mời anh nam nào chị này. Tôi, được chưa? Thương, xin mời bạn Trương nào. Vâng, xin cảm ơn thủ lĩnh và xin chào tất cả anh chị em trong Zoom. Tôi họ tên đầy đủ là Lưu Văn Trương ở thị trường Hà Giang. Chúng mới tham gia CB được 3 tháng. Thì bản thân Trương trước đây là giáo viên và công tác ở bên giáo dục dạy nghề. Thì 8 năm sau đó là cũng xin nghỉ việc, cũng mong muốn là khao khát để kinh doanh ở bên ngoài làm sao có cái nguồn thu nhập nó khá hơn để giúp cho gia đình có cuộc sống ổn định hơn. Thì năm 2012 thì vào làm việc, đến năm 2019 thì bắt đầu là nghỉ việc. Thì đi ra ngoài kinh doanh là vì cái tâm cũng là muốn chăm sóc sức khỏe và yêu cái môn thể hình nữa. Cho đó là Trương cũng vay mượn và làm tất cả mọi thứ để là mở lên cái trung tâm thể hình. Tuy nhiên là khi mà mở trung tâm thể hình là tốn 500-600 triệu và cái cùng thu tiền về cũng chả được bao nhiêu cả. Thì cứ phải 5 giờ sáng phải dậy mở cửa rồi, mọi người đang ngủ thì đã phải dậy mở cửa và phải dạy cho anh em. Cũng liên tục trong ngày như vậy. Và sau đó là chúng luôn khao khát là tìm làm sao có một cái công nghiệp nào đó có thể vừa giải phóng thời gian của mình và mà cái Trương mong muốn đó là cái nguồn thu thụ động, luôn luôn mong khát khao là nguồn thu thụ động là như thế nào. Sau khi tìm hiểu là mong muốn có điều đó và cái nguồn dinh dưỡng dành cho sức khỏe là nguồn dinh dưỡng mà Trương tìm hiểu. Trương đã tìm hiểu rất là nhiều cái nguồn dinh dưỡng của các tập đoàn khác, ví dụ như là Trương đã làm bên tập đoàn của Amway được 1 năm mà cái công sức của mình bỏ ra với lại cái thu nhập mình nó không có. Và hoàn toàn là khi chia sẻ với Amway thì cũng chỉ có một số ít người đón nhận thôi vì cái giá cả nó quá đắt. Và cũng may mắn là khi mà xuống Hà Nội làm việc thì 1 năm xa nhà thì thu nhập con số bằng 0, xa vợ xa con. Thế là cái cùng suy đi tính là khi mà gặp anh Tùng là người giới thiệu với Trương vào, và khi gặp anh Tùng mà nghe anh Tùng giới thiệu về cái sản phẩm của bên bên tập đoàn CBD của mình thì Trương cái ấn tượng đầu tiên đó chính là cái giá trị của sản phẩm là chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Cái điều đấy là Trương ấn tượng nhất.
và xem cái giá cả hoàn toàn nó hợp lý. Giá anh giới thiệu là chỉ có 110 mấy nghìn thôi đã có một cái giải pháp mà giảm cân giảm mỡ rồi. Cái điều này là vô cùng quan trọng. Sau khi mà chứ nó chia sẻ rất là nhiều người trong bên Amway cũng có những sản phẩm đấy, nhưng mà nó đắt, nó rơi khoảng hơn 2 triệu 3 triệu một cái sản phẩm gói trà tây đã có thể giảm cân giảm mỡ được rồi. Thì chưa nhìn thấy đây là một cái cơ hội để có thể mình giúp được mọi người, và đặc biệt hơn nữa là cái sản phẩm CBD là giúp cái khả năng phục hồi tất cả các loại bệnh lý, thì điều này Trương rất là tâm đắc. Và với một hướng, với tâm đắc và với cái nguyện vọng của một huấn luyện viên đó, muốn đưa đến cái sức khỏe cho mọi người, nhưng đối với gia đình mình là không mua nổi cái dinh dưỡng cho gia đình, thực sự là như vậy. Amway không thể mua nổi được, bản thân mình mua còn thấy tiếc. Ở điều đấy là Trương sau khi mà tiếp cận với CBD là Trương đã có thể chăm sóc cả gia đình rồi, tự chăm sóc rồi. Thì con bị chân tay miệng cũng không phải tốn cái viên thuốc của bác sĩ, trong đó là anh trai là bác sĩ, anh kê là phải mua thuốc tím và vitamin A là C, nhưng mà anh em có rồi, thì mình đã có cái phương pháp rồi. Thì mẹ là một thầy thuốc nam, nhặt rất nhiều thuốc cho mọi người, nhưng mọi người nhặt xong lại uống đỡ là phải quay về nhặt tiếp. Tuy nhiên là mẹ mắc một cái căn bệnh này, dạ dày với lại đại tràng mãn tính, không thể chữa khỏi được. Thì cả anh trai là có làm bác sĩ, nhưng khi mà biết sản phẩm CBD có về mang về cho mẹ uống một tháng thôi, thì mẹ bảo là con ơi, dạ dày của mẹ không còn nữa, đại tràng không còn nữa. Đây là một cái niềm tin rất là lớn đối với Trương, và Trương rất là mong là những ai làm huấn luyện viên có cái tâm mà giúp cho cộng đồng, và những ai mà có cái tâm sáng mà muốn đem sức khỏe cho cộng đồng và muốn trao cái giá trị cho mọi người, cùng nhau có thu nhập từ cái sản phẩm này, thì Trương mong muốn là tất cả anh em cùng nhau hợp tác cùng với CBD, cũng giống như Trương bây giờ. Tuy là danh hiệu chưa cao, nhưng cái niềm tin lớn thì chắc chắn là kiên trì sẽ đến đích thôi. Xin cảm ơn Thủ lĩnh và tất cả anh chị em. Rồi, cảm ơn chia sẻ của bạn Trương, một huấn luyện viên về môn thể dục thể hình và rất là đam mê kinh doanh, và trước đây bạn đã làm mỹ phẩm. Bây giờ thời gian còn lại, Thương xin phép chia sẻ về hành trình thịnh vượng. Bao nhiêu đó số anh chị em và các bạn đã từng được tham gia và được nghe nói đến hành trình thịnh vượng, xin ngọt tay cái. Rồi, hành trình thịnh vượng là như cái tên của nó, hành trình thịnh vượng là nơi mà chúng ta được chứng kiến hàng đàn chiếc xe hơi hình bông tuyết, phải gọi là cả đàn xe bông tuyết, tháng 12, tôi nhớ là tháng 12 năm 2018 là Thương đã, lúc đó Thương đang còn đi dạy, và Thương đã được tham gia, chỉ gọi là hành trình từ tham gia hành trình từ Quảng Bình, Thương bắt xe đi vào Quảng Bình để được tham gia từ Quảng Bình để vào Đà Nẵng. Và khi vào Đà Nẵng thì trời mưa rất là to, và trên cái hành trình mà được chơi, được ăn, được chơi, được giao lưu với các thủ lĩnh, và ngày đó Thương mới chỉ là tư vấn viên cao cấp. Thì khi mà hết thời hạn rồi, tức là tối chủ nhật là Thương phải về để sáng thứ hai Thương đi dạy, thì cảm giác rất là nuối tiếc. Cảm giác nuối tiếc, mình muốn ở lại một tí hết hành trình, và đó là cái cảm giác mà thôi thúc Thương là phải sớm phải đổi thuyền để Thương được tự do, Thương được theo cái hành trình xuyên Việt này, hành trình thịnh vượng này. Và chờ mãi từ tháng 12 năm 2018 cho đến bây giờ là sau 2 năm, thì chúng ta tháng 12 này chúng ta sẽ có cơ hội tham gia hành trình thịnh vượng, nơi chúng ta được chứng kiến sự lớn mạnh của hệ thống, mà bằng chứng đó là rất là nhiều hàng trăm chiếc xe hơi mang thương hiệu bóng tuyết, và sẽ có là điểm xuất phát là từ Sơn La và điểm kết thúc là ở Cần Thơ, và đến 6 tỉnh, chúng ta sẽ qua 6 tỉnh, đó là Sơn La, là Hà Nội, rồi vào Vinh, vào Đà Nẵng, vào Sài Gòn và Cần Thơ chúng ta sẽ kết thúc. Và 6 cái điểm đó thì chúng ta sẽ anh chị em hãy kết nối tối đa tư vấn viên của mình, hãy kết nối tối đa tư vấn viên của mình và khách mời của mình để có mặt ở đó để tham gia các cái hội thảo, và để họ chứng kiến được những chiếc xe hơi bông tuyết là có thật. Một chiếc, hai chiếc, năm chiếc thì có thể là trình diễn, nhưng mà hàng trăm chiếc thì rõ ràng là kết quả là chân lý. Và hãy tận dụng tối đa cái cơ hội này để đưa tối đa tư vấn viên và khách mời của mình đến cái sự kiện hành trình thịnh vượng, và chúng ta hãy chuẩn bị cho mình tinh thần để chúng ta tham gia, có thể là anh chị em, những người mà đạt được tự do có thể là tham gia hết hành trình, còn những người mà chưa được tự do như Dương ngày trước ấy, thì có thể tham gia một chặng ngắn trong hành trình để chúng ta được trải nghiệm cái cảm giác sung sướng như thế này. Và khi mà tiềm thức của chúng ta tin rằng thích cái sự tự do đó, thì nó sẽ thôi thúc chúng ta nhanh chóng có được sự tự do. Vì
tự do là không có thể mua được, tự do là vô giá, tự do là cái khát khao ngàn đời của con người. Và thương đã được tự do, và nhiều thủ lĩnh và nhiều anh chị em đã được tự do, cho nên là tôi truyền cảm hứng, truyền động lực cho chúng ta để tư vấn viên được tự do như chúng tôi. Và tối hôm nay buổi tối Dũng về chủ đề kinh doanh truyền thống, kinh doanh CBD có cái điểm khác biệt gì, có cái ưu việt gì so với kinh doanh truyền thống, thì anh chị em đã cống hiến cả đóng góp để chúng ta có một cái buổi Dũng thực sự năng lượng. Và bây giờ hãy mở mic và chúc nhau ngủ ngon. Cảm ơn thủ lĩnh, xin chào cả nhà.